Hey, các phụ nữ nha, đây là kênh el Radio Tác phẩm Tuyệt sủng phu nhân của ta Tác giả, Khúc Thành Thương Nhân vật chính, Mộ Vũ Trạch và Hàng Hân Nhiên Editor, Cung Na Thể loại, Bách Hợp Hiện đại, Một Một, H.E. Sủng Ngọt Phần 3 chương 37 Đệ nhất phu nhân của ta, nhìn Lê Hiên đem xe chạy đến trước một nhà hàng phùng hoa trên đường, hàng hân nghiêng kinh ngạc. Kinh ngạc không chỉ vì nhà hàng này, hơn nữa, nhà hàng này từ bên ngoài nhìn rất vắng vẻ, hơn nữa, trước cửa lớn còn trải một tấm thảm đỏ, làm cái gì vậy? Hàng hân nghi nghi hoặc đi xuống xe vừa định hỏi nguyên nhân, chỉ thấy Lê Hiên hơi hơi cúi người. Ông Nhu nói, đại tẩu, mời, hàng hân nghi nghi hoặc bước trên thảm, chỉ thấy hàng hân Nghiên vừa muốn bước đi, bỗng nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra 10 nam tử vận âu phục tay cầm đàn violon, chỉ thấy 10 người chỉnh tề xếp đội hình, một bên năm người, mọi người thống nhất một tư thế, đem đàn violon chỉnh tề đặt tại trên vai chuẩn bị tư thế, ba Lê Hiên vỗ tay một cái. Những tiếng đàn ưu nhã du dương vang lên. Trên trời cũng không biết từ nơi nào, cánh hoa hồng bắt đầu bay xuống, hàng hân Nghiên ngây ngẩn cả người, trên đường, người đi đường toàn bộ đều dừng lại, ngơ ngác nhìn hàng hân nghiên bên này, trong lúc nhất thời, không khí lãng mạn cực kỳ, Lê, Lê Hiên. Này, này, anh, các anh. Hàng hân nghiên lắp bắp nói không ra lời. Nước mắt bắt đầu có dấu hiệu tràn ra, Lê Hiên cười cười, nói ta nha, đại tẩu như vậy liền cảm động mà khóc. Đại tẩu, vào đi thôi, lão đại ở bên trong chờ đại tẩu đã lâu, hàng hân nghiên cười cười, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nhìn cánh cửa lớn đang đóng mỉ đến trạch đang bên trong chờ mình độ công khóe miệng hàng hân nghiên càng lúc càng lớn trạch em đã muốn bị làm hư em hiện tại tham lam sự sủng nịch này ỷ lại ôm nhu này hàng hân nghiên đi đến trước cửa lập tức có hai người chủ động kéo cửa mở ra cung kính nói đại tẩu mời hàng hân nghiên hướng hai người mỉm cười chậm rãi đi vào hàng hân nghiên vừa mới bước vào ánh sáng bên trong đại sảnh bỗng nhiên tắt điện tối đen. Trạch. Hàng hân nghiêng nhỏ giọng kêu lên, trạch ở đâu? Trạch ở đâu? Em không thấy trạch, trạch, đinh, một tiếng truyền đến. Âm thanh đàn violon nhất thời biến mất, giờ phút này truyền đến âm thanh nhu hòa của tiếng đàn dương cầm, ánh sáng nhu hòa chiếu trên người mộ vũ trạch, mộ vũ trạch nháy mắt trở nên nhu hòa, cả người đều tản mát ra một loại thâm tình và lãng mạn, cánh hoa hồng lại một lần nữa chậm rãi bay xuống một loại cảm giác đánh sâu vào trái tim hàng hân nghiêng, hàng hân nghiêng kinh ngạc che miệng lại, mắt không nháy nhìn chầm chầm người ngồi trên bục cùng cây dương cầm, em có biết? Đệ nhất phu nhân của anh, tôi yêu em, muôn đời muôn kiếp, yêu em, không phải chỉ qua lời nói, tôi yêu em, mỗi sớm mai lại càng yêu em hơn, đệ nhất phu nhân của tôi. Em sẽ không bao giờ phải một mình bước đi giữa biển người mênh mông cũng sẽ không bao giờ phải sợ một mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng những đau thương sẽ tan biến điều tuyệt vời nhất sẽ mãi đến bên em tôi yêu em muôn đời muôn kiếp yêu em không phải chỉ qua lời nói tôi yêu em mỗi sớm mai lại càng yêu em hơn đệ nhất phu nhân của tôi tôi yêu em tôi yêu em muôn đời muôn kiếp yêu em không phải chỉ qua lời nói tôi yêu em mỗi sớm mai lại càng yêu em hơn đệ nhất phu nhân của tôi đệ nhất phu nhân của tôi đệ nhất phu nhân của tôi Bài hát đệ nhất phu nhân của Trương Kiệt, giọng mộ vũ trạch rất nhẹ, bài hát nguyên bản mang theo nhịp trống tiết tấu nhưng giờ phút này lại bị mộ vũ trạch trình bày thành một bài hát trữ tình chỉ có tiếng dương cầm, hàng hân nghiêng cảm giác tâm đã rộn ràng, nốt cuối cùng hạ xuống, mộ vũ trạch chậm rãi đứng dậy. Nhìn người dưới đài vẫn nhìn mình, mộ vũ trạch mỉm cười, ôm nhu nói, bảo bối, bài hát này tôi từ trước luôn nghĩ rằng phải hát cho em nghe, trạch, bảo bối, tôi yêu em. Hàng hân nghiêng một bước xông lên đài nhào vào trong lòng mộ vũ trạch, bảo bối. Thích không? Mộ vũ trạch hôn hôn lên tai hàng hân nghiêng, nhẹ giọng hỏi, trạch, thích, em rất thích, em rất thích, rất thích. Thích không biết như thế nào, cực kỳ thích. Trạch, trạch, em rất thích, rất thích. Liên tiếp thích, giờ phút cũng ngăn không được tâm hàng hân nghiêng nhảy lên kịch liệt, chỉ vì một mình mộ vũ trạch mà nhảy lên, ha ha, bảo bối thích là tốt rồi, lại đây mộ vũ trạch đem hàng hân nghiên đến một bàn đã chuẩn bị thức ăn một chai rượu vang trong đại sảnh nhất thời sáng lên nhìn trên bàn có các món ăn mình thích hàng hân nghiên không thể tin mở to hai mắt nhìn này này đến bảo bối ngồi đi mộ vũ trạch kéo ghế cho hàng hân nghiên ngồi đem hàng hân nghiên ngồi trên ghế rồi mới trở lại ngồi ở vị trí của mình bảo bối nếm thử món em thích ăn Mộ vũ trạch gấp món sườn xào chua ngọt mà hàng hân nghiêng thích ăn nhất, hàng hân nghiên hạ mắt, nội tâm không ngừng rung động, há miệng khẽ trắng. Mộ vũ trạch chờ mong nhìn hàng hân nghiêng, thế nào? Ngon không? Bảo bối. Không ngon à? Mộ vũ trạch thấy hàng hân nghiêng không nói gì, tự mình ăn miếng hàng hân nghiêng chưa ăn hết. Không có a, à, rất ngon a, à, bảo bối, chỉ thấy hàng hân nghiêng vừa ngẩng đầu, liền thấy nước mắt giàn dụa. Dạ mộ vũ trạch thiếu chút nữa không cầm chắc đôi đũa, làm sao vậy? Làm sao vậy? Bảo bối như thế nào khóc? Không thích ăn sao? Vậy không ăn, chúng ta ăn món khác, phốc. Thấy mộ vũ trạch thẫn trương, hàng hân nghiên nhịn không được nở nụ cười. Bảo bối. Hàng hân nghiên cười, triệt để làm cho mộ vũ trạch không biết làm sao, muốn biết, đường đường mộ vương cư nhiên cũng có một ngày không biết làm sao, a a a không có a à, rất ngon em thực rất thích kia vậy em hàng hân nghiên nhìn mộ vũ trạch thâm tình lại phức tạp nói trạch không thấy trạch rất sủng em sao mộ vũ trạch ngẩng người nói gì vậy em là lão bà của tôi không sủng em thì sủng ai Hàng hân nghiên đỏ hồng hốc mắt trạch em thật sự yêu trạch yêu đến tâm đều đau trạch biết không em nghĩ ngày nào đó trạch không còn yêu em nữa em sẽ chết em thật sự sẽ chết mộ vũ trạch thở dài buồn cười nói đứa ngốc nói cái gì vậy hả cho dù em nghĩ rời xa tôi tôi cũng sẽ không cho phép em vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh tôi chỉ có thể thuộc về một mình tôi không có tôi em sẽ chịu không chịu được cũng giống tôi không có em tôi làm sao chịu nổi trạch tôi thích sủng em tôi muốn sủng em tôi chỉ sủng em tôi chỉ sủng người tôi để trong lòng tôi chỉ sủng khi tôi yêu tôi chỉ sủng khi tôi muốn tôi yêu em tôi để ý em, tôi muốn em, tôi chỉ muốn em. Cho nên, bảo bối, sủng em là điều trời đất không thể di dịch được. Mộ vũ trạch cười nói. Hàng hân nghiêng nở nụ cười. Thực hạnh phúc, thực hạnh phúc, trạch biết không, em rất cảm tạ ông trời khiến cho em gặp được trạch. Em cũng biết ơn bạch nhã tỉnh vô tri, em cảm tạ em ngay lúc đó da mặt dày, đơn giản là em có trạch, tác giả có lời muốn nói, khụ khụ khụ. Ô mắt. Chương 38, Hàng Hân Nghiên không có bạn nhảy, tâm tình Hàng Hân Nghiên hôm nay, một chữ là tốt, hai chữ là rất tốt, ba chữ là phi thường tốt, nghĩ đến tối hôm qua, Hàng Hân Nghiên chính là chết trong mật ngọt, xem thời tiết hôm nay tốt như vậy, vì thế, Hàng Hân Nghiên muốn đi dạo phố, lấy điện thoại ra, gọi vào số mộ vũ trạch, uy. Bảo bối. Chuyện gì, giọng nói ôm nhu mộ vũ trạch truyền đến. Khóe miệng Hàng Hân Nghiên không thể không cong, trạch em ở nhà rất nhàm chán em muốn đi dạo phố hằng hân Nghi ngọt ngào nói ân như vậy a à, vậy được rồi đi đi muốn mua cái gì thì lấy thẻ của tôi mộ vũ trạch cười cười nói quét thẻ nhiều vào dù sao mình cũng không thiếu tiền nhưng là người ta muốn trạch theo giúp em dạo phố một mình thì có gì vui hằng hân Nghi nghe xong bất mãn đô đô miệng bảo bối hôm nay không được Hôm nay công ty có chút việc, ngày mai đi, ngày mai tôi đi cùng bảo bối. Mộ vũ trạch bất đắc dĩ nói. Hừ. Chán ghét, em không cần trạch đi cùng, em tự mình đi. Hàng hân nghiên căm giận nói xong, liền cúp điện thoại, nhìn di động trong tay, hàng hân nghiên oán hận nói trạch thối. Trạch khốn kiếp. Không theo giúp em, em quét nát thẻ của trạch luôn. Mộ vũ trạch bất đắc dĩ nhìn điện thoại trong tay, sủng nịch cười phỏng chừng là giận rồi. Thật là, mộ vũ trạch thở dài, vì thế liền chuyển ngữ khí thản nhiên nói với Lê Hiên bên cạnh, điều tra ra sao rồi, Lê Hiên cung kính cúi đầu, nói, đúng vậy, lão đại, đã tra được, nói, Lê Hiên hít đôi mắt, trầm giọng nói, U Minh Điện bị ám toán, quả thật là quách lân ra tay. Vừa dứt lời, Lê Hiên liền cảm giác được trong không khí tràn ngập một cổ hơi thở nguy hiểm, còn gì nữa, Quách Lân không biết dùng cái phương pháp gì, Mấy tháng qua đã dùng tiền mua được một trong những đại ban phái, ban trưởng danh. Hơn nữa còn ngầm phái người ám sát người đứng đầu ban trưởng danh, thần không biết quỷ không hay hắn thay thế được vị trí ban chủ ban trưởng danh. Hiện tại cơ bản tất cả đều là thủ hạ thân tín của Quách Lân, ngón tay mộ vũ trạch gõ có quy luật trên mặt bàn, tự hồ đang suy tính cái gì. Còn mùi hương ở U Minh Điện là Quách Lân phái người mua được từ trong tay một nhà buôn lậu nhỏ tại Tây Môn, mê hương kia có chút nhíp hồn hương hít vào một lượng lớn sẽ làm người ta ra ảo giác, lợi hại là mùi hương kia tiêu tán rất mau và đến 3 ngày mới hết tác dụng. Lê Hiên nhìn lão đại thật lâu không nói gì, vì thế tiếp tục nói, lão đại, tôi đã cho người bắt tên buôn lậu kia, mộ vũ trạch thản nhiên ừ một tiếng. Tiếp tục suy nghĩ, ban trưởng danh phải không? Xem ra U Minh Điện đúng là lâu lắm rồi không thị uy nên người đều quên rốt cuộc ai mới là hoàng đế. Quách Lân đã chủ động đến trêu chọc mình, như vậy, chắc phải có chuẩn bị để chịu hậu quả lão đại lê hiên nhẹ nhàng kêu lên ân còn có cái gì mộ vũ trạch thản nhiên nói lão đại cuối tuần này quách gia mở yến hội quách gia chủ mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người trong giới thượng lưu nói là trao đổi kỳ thật là quách gia chủ muốn quách kỳ xem mắt lê hiên chậm rãi nói nga mộ vũ trạch nhíu mày anh muốn nói cái gì lê hiên nói ân quách gia chủ ngày hôm qua đưa thiệp mời đến công ty nga phải không mộ vũ trạch không thèm để ý nói ân hắn còn nói hy vọng có thể cùng lão đại có cơ hội hợp tác lê hiên nói trong lòng thì châm chọc nói đùa một quách thị nhỏ nhoi cũng vọng tưởng ngang bằng đề nghị với lão đại không biết tự lượng sức mình không có ý nghĩa không cần để ý tới mộ vũ trạch thản nhiên nói tốt lắm đi với ta đến u minh điện một chuyến ta cần vào mật thất, Lê Hiên vừa nghe, đem thân mình thẳng tắp, vâng. Lão đại, ban trưởng danh, ta sẽ làm cho nó biến mất chỉ trong một đêm, mộ vũ trạch mang theo Lê Hiên đi U Minh Điện, bên này trên đường hàng hân nghiên bất đắc dĩ rất là không vui, có ba nguyên nhân, thứ nhất, là vì trạch không ở bên người. Cho nên mình không có hứng thú gì đi dạo phố, thứ hai, thời điểm tâm tình không tốt lại đụng phải một người không muốn gặp mặt, tâm tình tự nhiên càng kém, thứ ba, mấu chốt là cái người khiến tâm tình mình rất không tốt hiện tại đang ở đây mặt đắc ý, kiêu ngạo nhìn mình. Khoe khoang, ai? Hàng hân nghiêng bất đắc dĩ thở dài. Không biết hôm nay mình ra cửa có xem lịch không nữa. Đúng là xui xẻo, hàng hân nghiêng vì cái gì không vui. Bởi vì nàng đụng chúng người bạn cùng lớp từ tiểu học cho đến trung học, Hoàng Mẫn Tuyên. Đụng ngã người ta mà còn. Muốn chuồng quá, vì cái gì người bạn học cùng lớp này chán ghét hàng hân nghiên nói thật dễ nghe, chính là hâm mộ mình, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn gia thế có gia thế, muốn đào hoa có đào hoa. Là hâm mộ A, nói khó nghe, thì là ghen tị, ghen tị hàng hân nghiêng cái gì cũng tốt, lúc trước vẫn luôn nghĩ cách vượt qua hàng hân nghiêng như thế nào. Lần này lại đây khoe khoang một nam nhân thành công, Hoàng Mẫn Tuyên cũng không có nghĩ một năm rồi không gặp, lại ở trong này gặp hàng hân nghiên mà lúc này thật đúng là tốt đến vội, trước kia, mình là người nổi bật ở lớp học. Có không ít người hâm mộ, ghen tị với mình, nhưng chưa đắc ý được lâu, hàng hân nghiên đột nhiên xuất hiện, từ đó mình ở lớp học trở thành trò cười. Gia thế so ra kém, nhân duyên so ra kém, ngay cả bộ dạng tự tin so ra đều kém. Mắt thấy sự nổi bật của mình hoàn toàn bị đoạt đi, điều này sao không để mình ghen tị, phẫn hận. Còn tại cao nhị, Hàng Hân Nhiên bởi vì gia thế liền nhảy lớp đến đại học. Khiến mình không nghĩ tới, Hàng Hân Nghiên đi thì mình mới có thể nổi bật. Hiện tại mình cũng không phải là mình lúc trước. Hàng Hân Nghiên tôi xem cô lúc này nhìn tôi nổi bật như thế nào, nghĩ đến đây, Hoàng Mẫn Tuyên trong mắt chợt lóe một tia đắc ý, chí người ta khát nước, chúng ta qua quán cà phê kia nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng Mẫn Tuyên đối nam tử soái khí bên cạnh làm nũng nói tay còn nhẹ nhàng lay lay ống tay áo nam tử. Hàng hân Nghi nhìn một hồi đau dạ dày. Thiên A, ai tới nói cho nữ nhân này biết ánh mắt không có vấn đề đi. Không phát hiện ánh mắt đáng kinh của nam nhân kia nhìn chầm chầm vào mình sao. Loại không khí này cư nhiên còn có thể khởi sướng làm nũng A. Có thể hay không bệnh như vậy, nam tử kia tên Lâm Hải Chí, là con một của một xí nghiệp khóa quốc nổi danh, xem ra lớn lên giống như không có trở ngại chính là người nhát gan hơn nữa còn háo sắc kinh không ngừng dụ hoặc hoàng mẫn tuyên như vậy nam tử kia cũng lấy lại tinh thần đối hoàng mẫn tuyên cười cười hảo a à, hoàng mẫn tuyên đối hàng hân nghiên đắc ý cười tiểu nghiên chúng ta cũng có đã hơn một năm không gặp cùng nhau uống một chén đi chí mời khách không cần khách khí nói xong liền lôi kéo hàng hân nghiên hướng quán cà phê đi hàng hân nghiên ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài nàng có thể nói không sao đợi cho ba người đều ngồi xuống hoàng mẫn tuyên cười hỏi hàng hân nghiên tiểu nghiên cô uống cái gì đừng thách khí bạn trai tôi mời khách lâm hải chí cũng cười nói đúng vậy đừng thách khí hàng hân nghiên nhìn nhìn cảnh vật chung quanh nơi này chi phí hẳn là cao đi lập tức cũng biết đối phương cố ý khoe khoang vì thế bất đắc dĩ nói tùy tiện đi cho tôi cà phê lam sơn đi hoàng mẫn tuyên nói đừng thách khí a chút tiền ấy tôi còn không để trong lòng Hàng Hân Nhiên cười nhẹ, ân, tôi không thích uống cái khác, vậy được rồi, phục vụ, hai bôi màu tím tâm tình, một ly lam sơn, hảo, thỉnh chờ, người phục vụ rời đi, Hoàng Mẫn Tuyên thế này mới đánh giá Hàng Hân Nhiên giờ phút này. Hôm nay Hàng Hân Nhiên bởi vì không ai làm bạn dạo phố, cho nên không ăn mặc đẹp, một thân đơn giản, hoặc nhìn thực tú lệ thanh thuần, Hoàng Mẫn Tuyên trong mắt chợt lóe một tia ghen tị, lập tức lại cười cười nói, tiểu nhiên, lâu như vậy không thấy, có khỏe không? Hàng Hân Nhiên ngẩn người, cười nói tân, hít thảy mạnh khỏe, Hàng Hân Nhiên mặt ngoài ôn hòa. Trong lòng quả thật nhịn không được thổ tào, còn tiểu nhiên, tôi và cô rất thân nhau sao? Quả thật còn tưởng rằng tôi không biết cô đang diễn A. À? Ai? Hôm nay quả nhiên không phải ngày lành, Hoàng Mẫn Tuyên nghe xong cũng không có để ý cái gì, khiến nàng để ý là một cái khác kia, cô hiện tại có bạn trai bởi vì nàng thấy được trong mắt Hàng hân nghiên chứa hạnh phúc cùng ngọt ngào hàn hân nghiên dừng một chút nhìn hoàng mẫn tuyên cùng lâm hải chí nhìn chằm chằm chính mình hạ thấp mi mắt thản nhiên nói không có tôi không có bạn trai thật sao hoàng mẫn tuyên vừa nghe không thể nhịn xuống một trận cao hứng Hàng hân nghiên nhíu nhíu mày không nghĩ sẽ cùng người trước mắt tiếp tục nói chuyện với nhau cà phê mình cũng không có khẩu vị uống vì thế đứng dậy nói tân, tôi còn có việc đi về trước lần sau gặp lại, Hoàng Mẫn Tuyên vừa thấy Hàng Hân Nhiên muốn đi, trong lòng một trận vui vẻ, rốt cục phát hiện cô ta có chỗ so ra kém hơn mình, Hoàng Mẫn Tuyên cũng đứng lên cười nói, đúng rồi, Tiểu Nhiên, cô là độc nữ của Hàng Thị, hẳn là cũng nhận được thiệp mời đi, thiệp mời. Hàng Hân Nhiên nghi hoặc hỏi, thiệp mời cái gì, không biết sao? Chính là Quách Thị mời thiếp. Chỉ cần người thành công đều được mời dự tiệc, nói là muốn mọi người giao lưu trao đổi, đến lúc đó cô cũng sẽ đi chứ tôi tôi đã biết cô sẽ đi một cơ hội tốt như vậy như thế nào cô lại không đi dù sao cô cũng là người thừa kế hàng thị bất quá a à. nói đến này hoàng mẫn tuyên cố ý tạm dừng lập tức cười nhạo nhìn hàng hân nghiên bất quá cô không có bạn trai đến lúc đó không có bạn nhảy sẽ dọa nhiều người a à. ha ha là đi bất quá tôi tin tưởng tư chất tiểu nghiên hẳn là tùy tiện sẽ tìm được bạn nhảy như ý tôi chờ cô Nga, tiểu nghiên. Hoàng Mẫn Tuyên cười không có hảo ý, Hàng Hân Nghiên trong lòng một trận tức giận, Hoàng Mẫn Tuyên, xem ra tôi dễ dàng tha thứ cho cô là quá trọng lượng đi, yên tâm. Tôi nhất định sẽ đi. Sẽ không làm cô thất vọng. Hàng Hân Nghiên ôm lấy miệng, ta cười nói, hừ. Vậy là tốt rồi. Tôi chờ cô, Hoàng Mẫn Tuyên oán hận nói, thẳng đến Hàng Hân Nghiên đi, Lâm Hải Chí vẫn đang nhìn Hàng Hân Nghiên rời đi trong mắt tất cả đều là si mê khốn kiếp hoàng hồn nhìn cái gì vậy còn chưa xem đủ sao hoàng mẫn tuyên nổi giận nói khụ 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 trong lòng anh em đẹp nhất lâm hải chí lấy lòng nói cô ấy như thế nào hơn được em em vĩnh viễn là đẹp nhất hừ anh biết là tốt hoàng mẫn tuyên hừ một tiếng đi thôi ngày hôm qua em nhìn trúng một bộ đồ da theo giúp em đi mua lại mua em mấy ngày hôm trước không phải mới mua sao? Lâm Hải Chí bất mãn nói, mình có tiền cũng không như vậy, làm gì, không được, đi. Đi thôi. Chương 39, Hàng Hân Nhiên không có bạn nhảy làm sao được, Hàng Hân Nhiên mặt đầy tức giận về nhà, quả nhiên mình về sau ra cửa phải xem lịch, mình muốn nói không nghĩ đụng tới Hoàng Mẫn Tuyên này, mỗi lần đều nhầm vào mình, gia thế tốt cũng không phải lỗi của mình, di động Hàng Hân Nhiên reo lên, vi. 3. Hàng Hân Nghiên tiếp nhận điện thoại, Nghiên Nghiên A, công ty ngày hôm qua nhận được thiệp mời của Quách thị. Con thay mặt ba đi đi, hàng ba ba cười nói. Quả nhiên nhận được, con dù sao cũng là người thừa kế hàng thị, con đi đi, nhận được thiệp mời, con không đi cũng không thể nào nói nổi. Hàng ba tiếp tục nói, hàng Hân Nghiên đầy mặt hắc tuyến, vì cái gì là con a? Thiệp mời kia là ba nhận, cũng không phải con, hơn nữa Hiện tại hàng thị bây giờ còn là thuộc về ba, muốn đi cũng là ba đi mới đúng. Khụ khụ khụ, này, ba con ngày mai bắt đầu cùng mẹ thân ái của con đi du lịch, cho nên việc này liền nhờ con. Hàng ba ba lấy lòng nói, ba lại muốn đem công ty ném cho con. Hai người đi tiêu giao để con làm cu li. Không có cửa đâu, không được. Hàng Hân Nghiên quyết đoán cự tuyệt nói, khụ khụ, ba biết Nghiên Nghiên luôn luôn rất hiếu thuận, tốt như vậy đi liền quyết định như vậy đi. Nghiên Nghiên thực ngoan, A à ba phải đi thu thập quần áo, Nghiên Nghiên bái bai, thiệp mời ba sẽ kêu người đưa cho con. Ba mẹ yêu con. Hàng ba nói xong liền cúp điện thoại, Hàng Hân Nghiên khóe miệng run rẩy nhìn điện thoại trong tay, không biết nói gì. Ba da mặt giống như càng ngày càng dày, quả nhiên, không đến 10 phút, có người đem thiệp mời tới, Hàng Hân Nghiên càng là đau đầu nhìn đại thiệp hồng trong tay. Cứ tưởng thiệp cưới chứ không cần nghĩ cũng biết, mình dù không muốn đi như thế nào thì cũng phải đi. Mới vừa rồi đồng ý với Hoàng Mẫn Tuyên, chỉ là nhất thời tức giận nói. Hiện tại tốt lắm, ai, bạn nhảy A, à, hàng hân nghiêng thở dài. Không biết trạch có thể hay không đi cùng mình, cầm lấy điện thoại, gọi mộ vũ trạch. Uy! Bảo bối! Làm sao vậy? Còn đi dạo phố sao? Mộ vũ trạch âm thanh ôm nhu truyền đến. Hàng hân nghiêng tâm tình trong nháy mắt liền hảo, ân. Không đi dạo nữa, không có tâm tình. Hàng hân nghiêng ủy khuất nói, còn tính đô đô khóe miệng, ân. Làm sao vậy? Ai không có mắt chọc tới bảo bối nhà mình? Mộ vũ trạch cười cười nói. Ân, cũng không có gì, đúng rồi, trạch. Cuối tuần này có rảnh không? Hàng hân nghiêng nhẹ giọng hỏi. Ân. Này cuối tuần mộ vũ trạch dừng một chút này cuối tuần quách gia khai yến hội tuy rằng mình không định đi mình muốn đến u minh điện còn có cùng hải đường và hoa chi băng bắt huyền hạo thương lượng một số việc không rảnh sao kia kia cũng không có gì em là tùy tiện hỏi thôi hàng hân nghiên vừa nghe mộ vũ trạch dừng một chút liền nói ngạch tôi cái kia trạch chắc đang bận đi em đây trước hết không quấy rầy trạch, trạch. Bái bai. Yêu trạch. Hàng hân Nhiên cười cười, ân, tôi cũng yêu em. Mộ vũ trạch sáng tỏ cười cười, hàng hân Nhiên treo điện thoại. Mộ vũ trạch đối Lê Hiên nói, Lê Hiên, đi điều tra xem hôm nay bảo bối gặp được người nào. Phát sinh chuyện gì? Nàng cũng không bỏ qua bảo bối mới vừa rồi trong giọng nói có chờ mong. Nghe được sự thất vọng khi mình do dự. Cho nên mình dám khẳng định là bảo bối gặp chuyện, vân lão đại. Lê Hiên nói, Lê Hiên làm việc hiệu suất là rất tốt, không đến nửa giờ, Lê Hiên liền tra được nguyên nhân, lão đại, hôm nay đại tẩu đi dạo phố đụng phải người quen, người quen. Ai? Mộ Vũ trạch nhíu nhíu mày, Hoàng Mẫn Tuyên cùng con một xí nghiệp Lâm Thiên. Lâm Hải Chí. Lê Hiên đẩy gọng kính nói, nga. Lâm Hải Chí. Sau đó thì sao? Mộ Vũ trạch bán tựa vào nguyễn ghế, mỉm cười ánh mắt quả thật lãnh dọa người, Hoàng Mẫn Tuyên hình như là bạn cùng bàn khi sơ trung của đại tẩu, hôm nay trên đường ngoài ý muốn đụng phải, cho nên đối với đại tẩu khoe khoang một phen. Lê Hiên nói thời điểm thản nhiên hừ một tiếng. Tỏ vẻ kinh thường, khoe khoang. Mộ vũ trạch có chút buồn cười. Thiên hạ này còn có cái tư cách gì có thể ở trước mặt bảo bối khoe khoang sao? Thiên hạ này mình có thể đoạt cho bảo bối, ha ha ha, thật sự là đáng cười, cư nhiên có người khoe khoang với bảo bối. Trong ánh mắt mộ vũ trạch mang theo tia châm chọc cùng lãnh lệ, dám khoe khoang, vậy đừng trách mình đùa giỡn lại. Không có đâu. Mộ vũ trạch âm thanh rất lạnh, ngón tay ở trên bàn gõ có tính quy luật, còn có chính là, Hoàng Mẫn Tuyên lấy thiệp mời quách gia châm chọc đại tẩu, còn liệu định đại tẩu lần này không có bạn nhảy. Mà đại tẩu giống như cũng đáp ứng nói nhất định sẽ tham gia yến hội lần này, nha. Bảo bối đáp ứng rồi. Mộ vũ trạch cười cười, khó trách bảo bối vừa rồi có ngữ khí kia. Xem ra là nghĩ hỏi mình ngày đó có thời gian bồi nàng cùng nhau đi hay không, ha ha. Nghĩ đến bảo bối chờ đợi lại thất vọng, chính là yêu đến không được, vì thế, mộ vũ trạch dùng ngón trỏ lơ đảng xoa xoa tay dưới khóe miệng hơi hơi nhếch lên, xinh đẹp tuyệt mỹ cười. Nhất thời toàn bộ thiên địa ảm đạm thất sắc. Lê Hiên hơi hơi trương miệng ngốc lăng nhìn. Lão đại, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, Lê Hiên, thông báo hải đường, chủ nhật hội nghị dời lại đi, mộ vũ trạch đạm cười nói. Vâng, lão đại, cuối tuần sau, mình sẽ cho bảo bối một kinh hỷ. Chương 40, khiêu khích, bất tri bất giác thứ bảy đã tới, lúc trước, mộ vũ trạch nghĩ tạo cho hàng hân nghiêng một kinh hỷ, cho nên nói dối là đang rất bận, bất quá cũng không thể xem như toàn bộ đều là nói dối. Mộ Vũ Trạch luôn luôn mượn cơ hội an bài U Minh Điện, U Minh Điện bị ám toán, trong đại điện rất nhiều nơi đều bị hủy, tổn thất cũng không ít, cho nên mộ vũ trạch ở lại chỉnh đốn. Hơn nữa còn phải an bài tốt ám dạ tổ chức, hàng hân nghiên tại buổi tối thứ bảy lại một lần nữa gọi điện thoại cho mộ vũ trạch, lúc ấy mộ vũ trạch đang an bài nhiệm vụ cho các thành viên ám dạ tổ chức. Tiếng chuông điện thoại liền như vậy vang lên, quy. Bảo bối. Chuyện gì? Mộ vũ trạch đương nhiên biết là chuyện gì, chỉ là bây giờ còn không thể nói cho hàng hân nghiên mà thôi hàng hân nghiên do dự nửa ngày thế này mới nói quanh co ân ừ, cái kia trạch ngày mai thật sự không rảnh sao mộ vũ trạch bên này vô thanh nở nụ cười chỉ là ngoài miệng còn phải đứng đắn nói tân đúng vậy tuy rằng đoán được nhưng là hàng hân nghiên vẫn là nhịn không được thất vọng thật sự không rảnh nghĩ lại vài ngày rồi mình trên cơ bản cũng chưa nhìn thấy mộ vũ trạch Trạch mỗi ngày đều đang bận rộn, triệt để không thấy mình, hàng hân nghiêng liền cảm thấy một trận ủy khuất, hoàng mẫn tuyên kia ngày mai lại muốn đến chế dẻo, tâm tình trong lúc này nhất thời sinh khí, nước mắt liền như vậy chảy xuống, trạch, ngu ngốc ngu ngốc. Em không quan tâm trạch nữa. Nói xong hàng hân nghiêng liền treo điện thoại, còn đem điện thoại tắt đi, đầu này mộ vũ trạch một trận đau lòng. Nàng có phải hay không chơi đùa quá đáng, nàng giống như nghe thấy được tiếng khóc của bảo bối, Liền gọi lại, cũng không nghĩ hàng hân nghiêng tắt điện thoại, mộ vũ trạch nhất thời liền hối hận. Bất quá nghĩ lại ngày mai cấp bảo bối kinh hỷ, mộ vũ trạch bản thân an ủi nói, không có việc gì, ngày mai sẽ không có chuyện gì. Càng thêm thấy đó là kinh hỷ. Mộ vũ trạch trong lòng thầm nghĩ. Ngày hôm sau, hàng hân nghiêng đứng ở trước gương, bên trong là khuôn mặt tiều tụy của mình, không khỏi thở dài nói ai, mà thôi, dọa người liền dọa người đi cười liền cười đi, coi như cố ý thua nàng một lần, hàng hân nghiêng vực dậy tinh thần, vỗ vỗ gương mặt, cầm lấy bộ váy liền áo bó sát người đạm sắc trên giường đi vào phòng tắm thay đồ, hàng hân nghiêng nhìn nhìn quần áo trong tay. thản nhiên cười, cái này quần áo thoạt nhìn đơn giản phổ thông, nhưng là có người mắt nhìn đều biết đây là tác phẩm của đại sư Tê Lâm Giác nổi tiếng toàn cầu, có tiền cũng cầu không được, cái này là trạch tháng trước đưa cho mình, nói rất thích hợp với mình không nghĩ tới hôm nay lần đầu tiên mặc lại trong hoàn cảnh này. Ai, 10 phút sau, hàng hân nghiên ra khỏi phòng tắm. Nếu lúc này mộ vũ trạch ở đây chắc chắn sẽ kinh diễm vạn phần, quả nhiên rất thích hợp với hàng hân nghiên. phản phất là quanh người hàng hân nghiên tạo ra khí chất thanh tao xinh đẹp khiến nhiều người mất hồn, một đầu thanh ti thẳng tắp rủ xuống, đạm sắc váy liền áo gắt gao bao lấy dáng người ngạo nhân của hàng hân nghiên. trước ngực trái là một đóa hoa hồng màu lam nhạt phụ trợ hoàng mỹ trước ngực hàng hân nghiêng, vạt áo mang theo một ít sợi tơ đang lại với nhau, có dáng chữ dưới chân, càng là sấn hàng hân nghiên kia song tu trưởng tế bạch hai chân hoàng mỹ vô cùng. Chính là quần áo đơn giản như vậy, quả thật ngoài ý muốn của hàng hân nghiên thanh thuần lại mang theo nét xinh đẹp quyến rũ, tuyệt mỹ kinh diễm ở trên người hàng hân nghiêng biểu hiện vô cùng nhường nhuyễn. Hàng hân nghiêng thực vừa lòng với mình trước mắt. Nhìn tóc dài thùy kiên, nghĩ nghĩ, liền chỉnh một chút, lưu trữ một ít thanh ti tà khoát lên đầu vai, giờ phút này nhìn lại hàng hân nghiêng biến nhát, cao quý, thanh thuần, yêu mị, hai chữ, hoàng mỹ, hàng hân nghiêng cười cười, lấy di động ra, vừa định gọi điện thoại cho mộ vũ trạch nói mình muốn đi tham gia yến hội. Lại phát hiện di động mình bắt đầu tối hôm qua chính là vẫn trong trạng thái tắt máy, khởi động máy. Liền thấy vài cái cuộc gọi nhở. Là trạch, hàng hân nghiêng mỉm cười. Di động vang lên, bảo bối. Có khỏe không? Nhất chuyển được điện thoại, hàng hân nghiên thì nghe thanh âm mộ vũ trạch sốt ruột truyền đến. Lập tức cười, ân, không có gì, trạch đừng lo lắng. Tối hôm qua di động hết pin, em quên sạc. Ha ha. Hàng hân nghiên cười nói, mà bên này mộ vũ trạch vừa lúc rút cuộc nhịn không được phải đi về xem hàng hân nghiên, vừa ngồi trên xe thể thao của mình đang chuẩn bị về nhà thì hàng hân nghiên bắt máy, Mộ Vũ Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, bảo bối thật là hù chết mình, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tôi còn nghĩ đến, nghĩ đến. Mộ Vũ Trạch nói quanh co nói, mất tự nhiên gãi gãi hai má, còn tưởng rằng em tức giận không để ý tới Trạch. Ân, em tối hôm qua là có chút tức giận. Hằng hân nghiên ánh mắt vừa chuyển, giảo Hoạt nói, a, à, vậy em hiện tại? Quả nhiên mộ vũ trạch vừa nghe nhất thời lại khẩn trương lên ha ha tốt lắm không đùa trạch em không tức giận mới là lạ hàng hân nghiêng nói bảo bối em học xấu mộ vũ trạch sửng sốt lập tức sủng nịch nói hừ ai bảo trạch lâu như vậy không quan tâm em tốt lắm không cùng trạch nói nữa em đi tham gia một yến hội em hiện tại chuẩn bị ra cửa em nói cho trạch biết một tiếng ân Yến hội, mộ vũ trạch tất nhiên là biết. Bất quá bây giờ còn là muốn giả vờ hỏi. Ân, quách gia mở tiệc chiêu đãi, em đi trước. Trở về nói sau. Trạch, bái bye, bye. Ân, đi đường cẩn thận. Bảo bối hôm nay ngày tốt, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Mộ vũ trạch ý vị thâm trường nói, không đợi hàng hân nghiên hiểu được, nhanh chóng cúp điện thoại, hiện tại, nàng muốn đi trang điểm đến lúc đó bảo bối làm cho nở mũi. Mộ vũ trạch cười không rõ ý vị. Phía sau mộ vũ trạch, sau lưng Lê Hiên chợt lạnh. Lão đại mỗi lần cười như vậy đều không phải là chuyện tốt, hàng hân nghiên bước ra cửa, liền thấy một chiếc linh côn ở ngoài cửa, tiểu thư. Lái xe là vị quản gia của hàng gia, đã ở hàng gia 10 năm. Hàng Hân Nghiên thực thích vị quản gia này, vì thế thân thiết nói, Lý Gia Gia, đưa con tới khách sạn ít, hảo, tiểu thư lên xe đi. Mười phút sau, hàng hân nghiên bất đắc dĩ nhìn cửa khách sạn đặt đại thánh yến chiêu bài. Hôm nay quách gia bao toàn bộ khách sạn cao quý này. Yến hội lần này thật lớn a à, quách thị, hàng hân nghiên nghĩ đến đợi lát nữa sẽ phải bị hoàng mẫn tuyên cười nhạo, liền một trận phiền não, vừa đi vào, liền nghe thấy âm thanh chán ghét phía sau truyền đến, u. Uh, này không phải tiểu nghiên sao, hàng hân nghiên vừa thấy, nghĩ rằng thật sự là ghét của nào trời trao của đó. Mà thôi cười liền cười đi ở xa liền thấy hàng hân nghiên đứng ở cửa khách sạn hoàng mẫn tuyên kéo lâm hải chí đi tới hôm nay hàng hân nghiên một thân đơn giản vẫn đang sáng rọi chiếm ánh mắt người khác để người khác không chú ý thật khó đến gần vừa thấy quả nhiên hoàng mẫn tuyên sắc mặt biến đen trong ánh mắt chợt lóe nồng đậm ghen tị ánh mắt lâm hải chí giờ phút này hoàn toàn dính trên người hàng hân nghiên yêu tiểu nghiên như thế nào chỉ đi một mình bạn nhảy của cô đâu chẳng lẽ không biết yến hội lần này trên cơ bản rất cần có bạn nhảy. Hoàng Mẫn Tuyên châm chọc nói, hàng hân nghiêng trong lòng không khoái, nhưng là trên mặt lại không có biểu tình gì, mặt vẫn lạnh nhạt, nàng. Hôm nay có việc, tới không được. Hàng hân Nghiên thản nhiên nói, Hoàng Mẫn Tuyên vừa nghe. Đắc ý cười nói, ha ha, phải không? Ai nha thật sự là đáng tiếc nha, vốn muốn nhìn bạn nhảy của tiểu Nhiên bộ dáng như thế nào, đáng tiếc hiện tại là không cơ hội sẽ có cơ hội Hàng hân nghiên như trước đầy mặt lạnh nhạt hoàng mẫn tuyên cười nói ha ha phải không tôi hôm nay là lòng tràn đầy chờ mong a à, đáng tiếc chờ mong cô chờ mong cười nhạo tôi thì có Hàng hân nghiên trong lòng bất mãn nghĩ lâm hải chí cũng không nhẫn tâm nhìn nữ nhân bên cạnh mình khi dễ hàn hân nghiên dù sao cũng là mỹ nhân nha có chút không đành lòng a à, vì thế lên tiếng nói tốt lắm chúng ta nên đi vào Hoàng Mẫn Tuyên ngang nhiên ngẩng cao đầu, tựa như gà trống thắng một trận chiến kéo cánh tay Lâm Hải Chí và Hàng Hân Nhiên bên người đi qua, đúng vậy. Nên đi vào, Tiểu Nhiên cũng cùng nhau đi, Hàng Hân Nhiên không nói, nhìn Hoàng Mẫn Tuyên đi, thế này mới cũng đi vào. Trong lòng yên lặng thở dài, kỳ thật mình thật sự không muốn đến, Hàng Hân Nhiên vừa đi đến đại sảnh, nguyên bản mọi người đang nói chuyện, âm thanh những ly rượu chạm vào nhau, tất cả nhất thời yên tĩnh toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Hàng Hân Nhiên đang đi vào. Hàng Hân Nhiên đối với những ánh mắt đó đều không hiếm lạ, trên mặt bày ra nụ cười tiêu chuẩn đi vào trong đại sảnh chào hỏi quách gia chủ, quách quân, quách đổng. Hàng Hân Nhiên lễ phép cười, quách quân nhìn người trẻ tuổi trước mắt không khỏi nhíu mày, cô là, Hàng Diễm Phong là ba cháu. Hàng Hân Nhiên thản nhiên cười nói, Nga, Nguyên Lai là nữ nhi của Hàng Tổng. Ân, không sai. Quách Quân nghe xong, sáng tỏ cười. Nguyên Lai là nữ tử duy nhất của Hàng thị, Hàng Hân Nghiên cũng cười, lập tức nhìn về Quách Kỳ bên cạnh Quách Quân, mỉm cười tỏ vẻ chào hỏi. Quách Kỳ thấy Hàng Hân Nghiên với cười mình thì ngẩn người, kỳ thật, nàng muốn hỏi mộ Vũ Trạch như thế nào không có đến cùng nàng. Hàng Hân Nghiên chào hỏi xong, mới vừa đi qua một bên liền có người tiến đến. Một nam tử thanh tú đến gần Hàng Hân Nghiên, xoay một vòng làm ra một tư thế mời cười nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết tôi có vinh hạnh mời tiểu thư cùng nhảy một khúc, Hàn Hân Nghiên nhìn nam tử trước mắt, thản nhiên nói, thật ngại, tôi không cẩn thận, làm chân bị thương, nam tử vừa nghe, khóe miệng trừ trừ, sáng tỏ liền đi. Đi một, phía sau còn có Thiên Thiên vạn vạn chưa từ bỏ ý định, Hoàng Mẫn Tuyên vẫn hận nhìn, cho dù Hàn Hân Nghiên ở trong góc lại vẫn đang sáng rọi, trong lòng hận nguy rồi. Dựa vào cái gì nơi nào có hàng hân nghiêng thì tất cả mọi người chỉ vây quanh nàng, Lâm Hải Chí cũng nghĩ sẽ đi lên mời hàng hân nghiêng, nhưng bất đắc dĩ, người bên cạnh lôi kéo hắn. Thấy càng ngày càng nhiều người đi lên mời đều bị hàng hân nghiêng cự tuyệt. Lâm Hải Chí có tự tin mình sẽ thành công, vì thế rốt cuộc không chịu nổi đẩy Hoàng Mẫn Tuyên ra, lạnh lùng nói em ôm chặt quá rồi đó anh. Hoàng Mẫn Tuyên nhất thời chán nản, quả nhiên, Hoàng Mẫn Tuyên vừa buông tay, Lâm Hải Chí liền gấp gáp đi về hướng hàng hân nghiên, Hoàng Mẫn Tuyên trong lòng nhất thời tức giận tận trời, Lâm Hải Chí, anh đây là có ý gì, Hoàng Mẫn Tuyên áp chế tức giận trong lòng. Công khóe môi cười đi đến trước mặt hàng hân nghiên, lại một lần nữa ôm lấy cánh tay Lâm Hải Chí, Lâm Hải Chí sửng sốt, trong lòng nổi lên phiền chán, muốn nói gì đó liền bị Hoàng Mẫn Tuyên đánh gãy, bạn trai tôi muốn mời cô khiêu vũ, không biết tiểu nghiên có cho tôi một chút mặt mũi mà nhảy cùng anh ấy không. Hoàng Mẫn Tuyên cười thực hoàng mỹ, nhưng là hàng hân nghiên vẫn thấy được trong đó có ghen tị có tức giận. Khe khẽ thở dài nói, ngại quá tôi không cẩn thận nên chân bị thương rồi, xin lỗi nhé, lại là lý do này. Lâm Hải Chí cảm thấy bất mãn, nhưng lại không nghĩ cứ như vậy mà buông tha. Vì thế lộ ra khuôn mặt tươi cười, tự nhận là Hoàng Mỹ nói, không biết tôi có thể mời hàng tiểu thư uống một chén, Hoàng Mẫn Tuyên căng thẳng. Trong lòng lửa giận càng lớn. Lâm Hải Chí Anh được lắm. Anh cho tôi là cái gì? Hàng Hân nghiên hai tay nắm chặt, hơi hơi cho mày bất đắc dĩ nói, ngượng ngùng, tôi không uống rượu. Lâm Hải Chí khóe miệng thoáng trừ, không buông tha tiếp tục nói, tôi có thể hay không mời hàng tiểu thư ăn một bữa cơm, thấy Hoàng Mẫn Tuyên có xu thế bạo tẩu. Hàng Hân Nhiên rất là bình tĩnh phun ra vài chữ, ngượng ngùng, vị kia ở nhà không cho phép tôi cùng nam nhân là ăn cơm, Lâm Hải Chí vừa nghe, không giữ được bình tĩnh, dù là một nam sinh ăn nói khép nép mời một người, nhiều lần bị các loại lý do cự tuyệt, trong lòng đều sẽ bất mãn, huống chi là Lâm Hải Chí này lại là công tử của một công ty lớn. Có chút tức giận hàng tiểu thư lạnh lùng cự tuyệt ý tốt của tôi như vậy. Hàng hân nghiêng nhíu nhíu mày, bất mãn nhìn hai người trước mắt, cố ý gây chuyện sao, không có, cô. Lâm Hải Chí bị hai chữ này làm cho chán nản. Sắc mặt xanh mét một mảnh. Thái độ hàng hân nghiêng làm cho mặt mũi hắn triệt để bị trà dưới chân, điều này làm cho hắn không thể nhịn, Nga. Không có sao. Bắt được cơ hội, hoàng mẫn tuyên châm chọc, tiểu nghiên không phải nói không có bạn trai sao. Vậy cô vừa rồi nói vị kia là chuyện gì xảy ra? Không thể tưởng được đường đường là người thừa kế hàng thị sẽ nói dối. Thật đáng cười. Thật sự là để người ta kinh thường a. À. hàng hân nghiên lông mi nhíu nhíu, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mắt đi theo trạch lâu như vậy cũng có chút uy hoàng mẫn tuyên cảm thấy một trận lãnh khí bất quá nàng không nghĩ buông tha cơ hội cười nhạo hàng hân nghiêng trước mặt công chúng chẳng lẽ không đúng sao tôi nhớ rõ tiểu nghiêng mấy ngày hôm trước mới cùng tôi nói không có bạn trai vậy lời nói vừa rồi như thế nào giải thích tiểu nghiêng cô nếu không có bạn trai chúng ta cũng sẽ không cười cô không có bạn nhảy cũng không phải chuyện đáng cười gì nhưng cô vì cái gì lại nói dối khó được bạn trai tôi mời cô cùng nhảy một khúc cô là kinh thường chí u nhìn không ra a à, tiểu nghiên sẽ không là vì dựa vào thân phận người thừa kế hàng thị mới khinh thường lời mời chí như vậy đi hoàng mẫn tuyên càng nói càng hăng say ngay cả trong đại sảnh quách quân chỉ yên lặng nhìn không có ý định hỗ trợ dù sao lâm hải chí cũng là công tử của một công ty lớn mà hàng hân nghiên chỉ là người thừa kế hàng thị tập đoàn mà thôi không cần vì một hàng hân nghiên mà bỏ qua cơ hội quen biết lâm hải chí quách kỳ cao mày nhìn lâm hải chí Giờ phút này ánh mắt đều tập trung đến chỗ của ba người, hàng hân nghiên nhíu mày. Trong lòng có chút vô lực không muốn đáp lại. Chương 41, đáng chết, tốt nhất tất cả đều xuống địa ngục đi, chung quanh âm thanh gì cũng có, nói hàng hân nghiên tâm mặt bất nhất, có người nói hàng hân nghiên vô tội, cũng có người nói hàng hân nghiên thanh cao, hàng hân nghiên yên lặng nghe không nói được một lời. Kỳ thật không ai biết trong lòng nàng giờ phút này thật khó chịu, nàng nhớ trạch, rất nhớ rất nhớ, ở bên trạch. Nàng có thể vô ưu vô lự. Nàng có thể vui vẻ là chính mình. Sẽ không giống hiện tại, áp lực như vậy. Nàng thật sự rất nhớ trạch, 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 em rất nhớ trạch, a à, làm sao vậy? Đại tiểu thư hàng thị như thế nào không nói? Chớ không phải là bị tôi vạch trần sự thật nên không dám nói lời nào. Hoàng Mẫn Tuyên đắc ý cười, nàng hiện tại muốn nhìn hàng hân nghiên còn có thể làm được gì. Hoàng Mẫn Tuyên, tôi không phải không dám nói, mà là kinh thường nói với cô, bởi vì cô không xứng. Hàng hân nghiên cười lạnh nói. Nàng bỏ qua, một lần hai lần nhằm vào mình còn chưa tính, mình có thể không so đo, nhưng như thế nào lại có người đáng ghét như vậy, không thấy mình khó lòng chịu đựng nổi liền cảm thấy khổ sở vì bất thành. Thật đúng là xem hàng hân nghiêng nàng là quả hồng mềm yếu. Cô! Hoàng Mẫn Tuyên khó thở, cư nhiên cầm lấy ly rượu bên cạnh liền hất cả ly vào mặt hàng hân nghiên ngược lại miệng lưỡi thật lưu loát. Hoàng Mẫn Tuyên nhìn bị nhìn ly rượu đỏ trên người hàng hân nghiêng, trong lòng một trận khoái cảm, nhục nhã, đây là nhục nhã. Hàng hân nghiêng nắm chặt tay thành quyền, cắt cao cắn môi dưới, lạnh lùng nhìn chầm chầm Hoàng Mẫn Tuyên. Cô sẽ vì những hành động và lời nói ngày hôm nay mà trả giá đắt. Hoàng Mẫn Tuyên nghe xong sửng sốt, trong lòng chợt lóe một tia bất an, nhưng là rất nhanh đã bị Hoàng Mẫn tuyên quăng ra sau đầu. Bây giờ còn có cái gì khiến hàng hân nghiêng xấu mặt càng làm cho mình vui vẻ? Hừ. Khẩu khí ngược lại là không nhỏ. Chỉ bằng cô. Một hàng thị. Xem ra cô rất tự tin đi, Hoàng Mẫn Tuyên cười nói. Chỉ là một hàng thị cùng quách gia và lâm thị căn bản không đáng nhắc tới nga phải không lúc hoàng mẫn tuyên cười nhạo nói hết câu đó thì đột nhiên theo cửa truyền đến một âm thanh lạnh lùng mọi người đều là cả kinh nhìn tới hướng phát ra tiếng vừa thấy người bước vào toàn bộ đại sảnh nhất thời yên tĩnh trong không khí mang theo một luồng khí lạnh mộ vũ trạch lạnh lùng nhìn một đám người đứng trong đại sảnh lại nhìn bảo bối của mình bị người người khi dễ thành bộ dáng này người mộ vũ trạch nhất thời nổi lên sát khí, u đây là có trò hay để xem a. À. Bắc huyền hạo cà lơ phất phơ châm chọc cười nói. Còn Lê Hiên đi theo phía sau mộ vũ trạch không nói gì, chỉ là ánh mắt rất lạnh, mộ vũ trạch đi đến bên người hàng hân nghiêng, nhu tình trong đôi mắt tất cả đều là đau lòng cùng phẫn nộ. Bảo bối. Thực xin lỗi, tôi tới trễ. Mộ vũ trạch cũng không quản hàng hân nghiêng giờ phút này chật vật, đem hàng hân nghiêng hung hăng ôm trong lòng, hàng hân nghiêng cái mũi đau xót, nước mắt liền như vậy chảy xuống, trạch, em rất nhớ trạch. Rất nhớ trạch, mộ vũ trạch hôn hai má hàng hân nghiêng ôm nhu nói, ngoan, không có việc gì, bảo bối, giao cho tôi, nửa ngày, mộ vũ trạch mới buông hàng hân nghiêng ra. Xoay người toát ra xung quanh một hơi lạnh lẽo, tất cả mọi người khẩn trương cẩn thận hô hấp, mộ vũ trạch nhìn về phía hoàng mẫn tuyên. Bên môi hơi hơi gợi lên một nụ cười tự tiếu phi tiếu, quanh thân đều lộ ra một khí chất của đại quân vương vừa lạnh bạc vừa lãnh ý, hoàng mẫn tuyên trong lòng rung lên, cả người đều rung. Giờ phút này tuyệt mỹ nhân giống như sắp bị một ác ma lấy mạng. Lê Hiên, nâng 20 chai la phai lại đây, mộ vũ trạch nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói ra, Lê Hiên được lệnh, không đến một hồi, nhiều người mặc vét đen mang mắt kính súng lục dắt trên eo liền khiên 20 chai la phai lại, nhất thời, toàn bộ đại sảnh tràn đầy một loại sát khí nặng nề quách gia chủ mày hung hăng nhíu nhíu lấy lòng nhìn về phía mộ vũ trạch nói này mộ tổng chuyện này nể mặt mũi của tôi liền bỏ qua đi mọi người cùng giữa hòa khí mộ vũ trạch cười mặt mũi của ông quách quân sửng sốt mặt mũi của ông giá trị bao nhiêu tiền bảo bối của tôi bị thương nghĩ như vậy thì xong việc nghĩ cũng quá tốt đi hôm nay nơi này người từng tổn thương bảo bối của tôi một người tôi cũng sẽ không buông tha ông cũng vậy quách động, lời nói của mộ vũ trạch khiến quách quân có chút chột dạ. Trong lòng rung lên, hắn có dự cảm, đêm nay, nơi này ai thương tổn hàng hơn nghiêng đều phải trả giá đắt. Ngay cả chính hắn cái gì cũng chưa làm cũng giống nhau, mộ vũ trạch nhìn về phía hoàng mẫn tuyên, nhẹ nhàng phun ra vài chữ phá cho ta, hoảng soảng mấy chục người đem 20 chai la phai toàn bộ đánh nát. Lê Hiên lấy dũng cảm và lý trí dương mắt nhìn, Hoàng Mẫn Tuyên chính là ước sủng bị 20 chai la phai tạc trên người không có chút thương tiếc. Toàn bộ đại sảnh hít một ngụm khí, la phai, la phai, đó là la phai A, nhưng lại là la phai năm 1787. Tất cả đều bị đập nát, quả thực chính là ném tiền qua cửa sổ, Hoàng Mẫn Tuyên giờ phút này hoàn toàn sửng sốt, phản ứng lại thì mới biết được mình hoàn toàn ướt đẫm, là bị la phai năm 1787 tạc vào người, trụ đỏ trên người hoàng mẫn tuyên làm ướt hết lễ phục thoáng chốc trong không khí giống như hơn một loại hơi thở ái muội đại sảnh một ít nam nhân đều ẩn nhẫn lửa dục của mình bị ánh mắt lãnh lệ của mộ vũ trạch quét qua không khí hoàn toàn ngưng trệ cô lâm hải chí phẫn nộ trừng mắt nhìn mộ vũ trạch cốt xấu gì hoàng mẫn tuyên trên danh nghĩa cũng là bạn gái mình nàng làm như vậy rõ ràng là đem mặt mũi mình chà đạp dưới chân lê hiên lấy ra một khẩu súng hướng giữa tráng lâm hải chí, lạnh lùng nói, lão đại tao là người mày có thể tùy tiện trừng, mộ vũ trạch bảo bắt huyền hạo đi lấy quần áo cho hàng hân nghiên thay, trước hết mang hàng hân nghiên đi khách sạn hoàng tộc vào phòng tắm của phòng VIP rửa mặt một phen. Còn lại là sai người lấy ghế đến, ngồi ở giữa đại sảnh trên tay cầm một ly rượu. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm la phai, không nhanh không chậm, cứ như vậy cho tới khi hàng hân nghiên quay lại, đợi cho hàng hân nghiên rửa mặt xong, đổi quần áo đi ra, mộ vũ trạch tràn đầy nhu tình lôi kéo hàng hân nghiên ngồi ở trên đùi mình lê hiên ra nơi này còn có ai chọc bảo bối của ta âm thanh của nàng trầm tĩnh như nước lại lạnh lẽo như băng rõ ràng lời nói thực phổ thông nhưng vào tai những người trong đại sảnh so với tiếng gầm gừ ma quỷ ở địa ngục còn muốn khủng bố hơn tất cả mọi người hoảng sợ nhìn đế vương và đế hậu ngồi ở trung tâm đại sảnh vân lão đại không đến một khắc mộ vũ trạch nghe lê hiên báo lại ánh mắt màu đỏ sậm thô bạo càng phát ra rõ ràng rất tốt nguyên lai like có nhiều người như vậy a à, trạch hàng hân nghiên hơi mím môi lôi kéo ống tay áo mộ vũ trạch mệt mỏi vậy bảo bối liền nằm trong lòng tôi nghỉ ngơi đi chờ một lát chúng ta trở về nhà Ân. Ừ. mộ vũ trạch hôn hai má hàng hân nghiên mỉm cười trạch buông tha bọn họ đi bọn họ kỳ thật cũng không có làm gì em hàng hân nghiên vẫn là mềm lòng mộ vũ trạch hai tay sờ sờ hai má trắng hồng của hàng hân nghiên nhẹ giọng nói bảo bối mặc kệ là ai tôi quyết không cho phép có người thương tổn em cho dù chỉ một chút cho dù là nhìn nhưng không có ra tay giúp em cũng đều giống nhau hàng hân nghiên ôm lấy của cổ nàng chủ động đưa môi đỏ mọng mình lên tự hồ là muốn dời lực chú ý mộ vũ trạch trạch em muốn về em chúng ta hàng hân nghiên đỏ mặt ngượng ngùng nói mộ vũ trạch ngẩn người khóe miệng trong nháy mắt cong lên. Tay cũng bắt đầu không an phận muốn thâm nhập nơi nào đó, trạch. Đẳng, đợi, nơi này, chúng ta, chúng ta về nhà, về nhà. Được không? Hàng hân nghiêng cắn môi, khuôn mặt trắng noãn bây giờ hồng một cách kỳ lạ, mộ vũ trạch cười nhẹ, sủng nịch nói, bảo bối, đây là em nói, không được hối hận a à, ách, không đợi hàng hân nghiêng phản ứng lại. Đã bị mộ vũ trạch từng bước từng bước hung hăng hôn toàn bộ người trong đại sảnh rất, trạch, trạch. Ngô ngô, khụ khụ, quách quân không thích, ho khang ra hiệu, mộ vũ trạch cao mày, có chút bất mãn, mộ, mộ tổng, cái kia, hiện tại tình huống này, các người, không tốt lắm, mộ vũ trạch hít mắt, hơi hơi cười, quách động nói phải, việc này là chuyện tư ta cùng bảo bối, các người còn không có tư cách xem, quách quân sắc mặt nhất thanh, nhất thời chán nản quách quân hiện tại rất muốn trừng trị người cùng vọng nhất thiên hạ này nhưng cũng chỉ là tưởng mà thôi không có biện pháp quyền lực không bằng hắn có biện pháp sao đáp án là không có biện pháp bất quá quách đổng ngược lại là nhắc nhở ta còn phải trước giải quyết các người ta mới có thể mau chóng trở về cùng bảo bối thân thiết mộ vũ trạch cười cười trong mắt phong bạo gợn sóng tốt lắm chúng ta giải quyết một đám bi đầu tiên là lâm hải chí Mộ vũ trạch thản nhiên nói, Lâm Hải Chí trong lòng một lột bột. Bất an, làm, làm gì, Lê Hiên, đem thanh nhiếp tượng đầu, giải quyết rõ ràng cho ta, vân lão đại, kế tiếp, bắt huyền hạo, chọc mù mắt hắn cho ta ném ra ngoài cửa, dám mơ ước nữ nhân của ta. Vậy cho hắn vĩnh viễn mơ ước mà không được, bắt huyền hạo cũng thu hồi bộ dáng vui cười, một tay sách Lâm Hải Chí lên, một thuộc hạ mở cửa ra bắt huyền hạo dùng sức ném ra bên ngoài bên ngoài người qua đường chỉ thấy cửa khách sạn nguyên bản đang đóng chặt đột nhiên mở ra, sau đó không rõ vật thể gì bay ra. Vừa thấy, tự nhiên là một cái người. Là một người trưởng thành. Loáng thoáng nghe thấy bên trong khách sạn truyền đến âm thanh, chọc mù mắt hắn cho ta, lại thấy bên trong đi ra vài người mặc đồ đen, bạo lực trực tiếp đem lâm hải chí chọc mù hai mắt. Thoáng chốc, trên đường cái bối rối tiếng kêu sợ hãi, tốt lắm, kế tiếp chính là các người mộ vũ trạch ngồi ở trên ghế mỉm cười cả người lạnh lẽo lại tản ra một cổ khí chất biến nhát người nào nói những điều không tốt về bảo bối mỗi người vã miệng một trăm cái bắt huyền hạo hiểu ý cũng không biết từ nơi nào lấy ra một khối thiết bản đối với những người này nguyên bản không cần thương tiếc hung hăng đánh đại sảnh lâm vào một trạng thái hoảng sợ hít thở không thông mà những người may mắn còn lại không có việc gì kinh hãi vỗ trái tim mình lê hiên dùng tay trái đẩy gọng kính lạnh lẽo nhìn tay phải cầm nhất đài cao thanh chất nhiếp tượng kỳ vỗ, 100 cái, không nhiều không ít, mắt thấy một đám mặt xưng phù giống đầu heo, khóe miệng có tơ máu, còn có chút người chịu không nổi 100 cái, liền ngất đi, mộ vũ trạch cười lạnh, đứng lên, đem hàng hân nghiêng lãm tiếng trong lòng đi đến trước mặt vài người trên cao nhìn xuống. Khí thế vương giả trong nháy mắt phát ra. Áp lực khiến mọi người khẩn trương không dám nhúc nhích, mộ vũ trạch nhếch nhếch khóe miệng, xoay người đối với nhiếp tượng đầu, cười lạnh nói, thế giới này, có một cô gái, cô ấy là Hàng Hân Nghiên, phu nhân tổng tài tập đoàn mộ thị, tuyệt sủng vương hậu U Minh Điện, thiện động giả, giết không tha, thiện động giả, giết không tha, tuyên bố này hoàn toàn khí phách. Có lẽ lúc trước bọn họ không có đem Hàng Hân Nghiên cùng U Minh Điện liên hệ với nhau, trải qua hôm nay, bọn họ đến chết cũng sẽ không quên. Ngày trước không có chuyện học viện có lẽ toàn thế giới sẽ không biết đến hàng hân nghiêng, bất quá, trải qua hôm nay, cô gái ấy sẽ làm người toàn thế giới biết đến, cô gái này, hàng hân nghiên. Là tuyệt sủng vương hậu. Phu nhân duy nhất, giờ phút này, mọi người trong đại sảnh, bất luận là ai, đều hoảng sợ, mộ thị cũng thôi đi, nhưng quan trọng là u minh điện. Dân chúng bình thường đều sẽ biết, đối với quốc gia, thậm chí là thủ lĩnh cao cấp toàn cầu, hội đàm hổ biến sắc tồn tại khủng bố, trong thế giới này, chính là có tổ chức như vậy, ngay cả toàn bộ quốc gia vì an toàn quốc gia cũng muốn kính ba phần mà mộ vũ trạch chính là mộ vương của u minh điện coi rẻ hết thảy vương giả mộ vũ trạch nhìn mọi người lâm vào hoảng sợ thực vừa lòng xoay người đối lê hiên nói ngày mai nơi này người nào khi dễ bảo bối hết thảy đều xuống địa ngục dừng một chút còn nói thêm trở về anh hát máy tính các nước lớn nhỏ ta muốn mọi người đều thấy danh tự ghi kết cục của việc khi dễ nghiêng nghiêng lê hiên mi giác giật giật bình tĩnh đẩy gọng kính, vân lão đại. Hàng hân nghiêng trong lòng mộ vũ trạch, lòng tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc, trạch. Thật sự sủng em đến người ta giận sôi, đợi cho mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiêng rời đi, áp lực trong đại sảnh kia mới có thể dịu đi, có người may mắn, có người tuyệt vọng, tác giả có lời muốn nói, thiên lạnh. Là đi. Chương 42, xin cô, mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiêng, thanh âm ôm nhu có thể chảy ra nước, bảo bối, có dọa ngươi sợ hay không? Hàng Hân Nhiên lắc đầu, lẳng lặng ngồi trong lòng mộ vũ trạch, trạch. Mấy ngày nay, trạch không phải cố ý không để ý tới em, có phải nghĩ hôm nay cho em một kinh hỉ? Mộ vũ trạch cười cười tân, vì thế tôi còn ăn mặc đẹp một phen, Hàng Hân Nhiên ngẩng đầu. Nhìn nhìn mộ vũ trạch, hai má đỏ hồng, hôm nay trạch, quả nhiên, ăn mặc rất xoái khí, thực mê người, tóc dài định hình thành một kiểu tóc phiêu giật, trước tai có vài sợi tóc, trên tay trái có đeo khuyên tai ngọc xanh. Càng đi xuống, mặt hàng hân nghiên càng đỏ hồng, đáng chết, trạch làm gì gợi cảm như vậy. Xương quai xanh hơi lộ ra, áo gió đen quấn quanh eo. dáng người hoàng mỹ kia lô ra rõ ràng không thể nghi ngờ. Xuống chút nữa, quần bó sát hai chân đem mộ vũ trạch tăng thêm một tầng mê hoặc hàng hân nghiên nhìn đều cảm giác có loại miệng khô lưỡi khô thân thể nóng lên, phốc xích. Mộ vũ trạch đột nhiên không giữ hình tượng bật cười, bảo bối. Làm sao vậy? Như vậy nhìn chầm chầm tôi. Không phải là, nói bậy. Em không có mê mẩn. Hàng hân nghiêng đỏ mặt nói xạo. Mộ vũ trạch buồn cười nhíu mày. Này có tính là bảo bối không đánh đã khai, bất quá đối với việc mình có thể mê hoặc bảo bối cảm giác thực vui vẻ, ha ha. Được rồi, bảo bối nói cái gì chính là cái đó, hàng hân nghiêng nghe đến đây, trong giọng mộ vũ trạch nói có ý cười, vì thế, hàng hân nghiêng thẹn quá thành giận, không cho cười, không cho chuyển đề tài. Khụ khụ Bảo bối A, à, tôi không nghĩ chuyển đề tài A, à, mộ vũ trạch bất đắc dĩ cười, nói mau, trạch là không phải cố ý không để ý tới em. Nghĩ cho em một kinh hỉ, đúng vậy, mộ vũ trạch miếm môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ, quả nhiên, hàng hân nghiên vừa nghe cũng sắp bạo tẩu, quả nhiên. Trạch vì thế mà nhiều ngày không để ý tới em. Mộ vũ trạch. Trạch thật khốn kiếp. Hàng hân nghiêng đỏ hồng mắt, em không cần trạch cho em kinh hỉ, em chỉ nghĩ đơn giản muốn trạch bên cạnh em, bằng không em như thế nào bị loại vũ nhục này. Mộ vũ trạch khốn kiếp, mộ vũ trạch đau lòng đem hàng hân nghiêng ôm chặt, bảo bối, xin lỗi là tôi suy xét không chu toàn, sẽ không bao giờ phát sinh loại sự tình này, về sau, chỉ cần bảo bối cần, tôi đều sẽ bên cạnh bảo bối. Xin lỗi bảo bối, mộ vũ trạch khốn kiếp, khốn kiếp. Cho không thèm nhìn em, cho gạt em. Hàng hân nghiêng khóc, lấy tay đánh vào lồng ngực mộ vũ trạch, tốt lắm, tốt lắm, là tôi không tốt, khiến bảo bối chịu ủy khuất, tôi khốn kiếp. Tôi là kẻ khốn kiếp nhất thiên hạ. Hàng hân nghiêng tựa vào trong lòng mộ vũ trạch, mới vừa rồi đánh quyền cũng thay đổi thành nắm kéo ống tay áo mộ vũ trạch. Kỳ thật, trạch căn bản không cần cố ý cho em kinh hỉ, ăn mặc đẹp, bình thường trạch vẫn hoàn mỹ. Càng nói về sau, âm thanh hàng hân nghiêng dần dần nhỏ. Bên tai có xu thế phiếm hồng, mộ vũ trạch sủng nịch cười, phải phải, tuân mệnh lão bà đại nhân. Lần sau vi phu nhất định dựa theo tâm tư lão bà đại nhân mà làm việc, hàng hân nghiêng đẩy mộ vũ trạch. Chán ghét. Mộ vũ trạch. Em còn chưa có tha thứ cho trạch đâu, kia, bảo bối em muốn như thế nào mới tha thứ tôi, ân. Này, em còn chưa nghĩ ra, phải nhìn biểu hiện của trạch. Hiện tại, em mệt mỏi, em muốn trở về phòng ngủ, trạch không được quấy rầy em, nói xong xoay người bước đi, mộ vũ trạch sủng nịch nhìn bóng dáng hàng hân nghiêng biến mất, dần dần, khóe miệng cười đã muốn chậm rãi phục hồi. Cầm lấy điện thoại gọi cho Lê Hiên, lão đại, ba ngày, ta muốn những người hôm qua triệt để xuống địa ngục, về phần quách gia. Phá sản đi. Trong mắt mộ vũ trạch lóe lên tia tàn nhẫn, trong đại sảnh, lời nàng nói cũng không phải là đùa giỡn. Đừng tưởng rằng đơn giản như vậy buông tha cho các người, ba ngày, suốt ba ngày, đại bộ phận con nhà giàu lâm vào hoàn cảnh so với địa ngục còn khủng bố hơn. Ba ngày, bọn họ mặc danh kỳ diệu phá sản, lại bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi. Hít thuốc phiện, đầu cơ trục lợi thuốc phiện. Thê ly tử tán, phụ tử tướng tàn, đại ý tan cửa nát nhà, mà quách gia, Quách gia gia chủ trong đại sảnh nổi trận lôi đình, ba ngày này, công ty xí nghiệp khắp nơi đều vô tình hay cố ý chèn ép Quách thị, cổ phiếu Quách thị ngày càng giảm. Công ty nợ nần. Hoàn toàn bị các nhà đầu tư rút vốn. Nhân viên công ty đều bãi công kháng nghị, đủ loại hiện tượng cho thấy Quách thị chuẩn bị phá sản, gia gia tìm cháu. Quách Kỳ đi đến Quách Quân trước mặt, sự tình Quách thị gần đây cháu thấy thế nào? Quách Quân mị mị nhãn tình nói, Quách Kỳ nghĩ nghĩ, chậm rãi nói có người ở nhầm vào chúng ta cháu cũng đã nhìn ra ân ừ, công ty không có khả năng bị mạt danh kỳ diệu bị rút đầu tư nhiều công ty nhỏ vẫn đang muốn rút lui xem ra sau lưng bọn họ khẳng định có người cưỡng chế nguồn đầu tư bị chặt đứt một vài dự án nhỏ cũng vận hành không được kinh tế thiếu nhân viên bãi công kháng nghị hiện tại biểu hiện một vấn đề quách thị lần này đi đến cuối cùng rồi quách kỳ phân tích quách quân nhắm chặt mắt mặt lộ vẻ mỏi mệt. Nghe Quách Kỳ nói thật lâu không lên tiếng, Quách Thị ở trong tay hắn có vài thập niên, nay sẽ mất ở trên tay hắn như vậy sao, gia gia. Quách Kỳ lo lắng nhìn người nằm ở trên ghế, một khi đã như vậy, cháu hẳn cũng biết lần này là ai làm. Ân ừ, ánh mắt Quách Kỳ hiện lên chút phức tạp, mà thôi, Kỳ Nhi, cháu cùng nàng nói một chút đi để nàng buông tha Quách Thị. Quách Thị cái gì cũng đáp ứng nàng, chỉ cần không cần đóng cửa là có thể ông không thể để công ty hiện tại như vậy bị hủy trên tay ông tâm thanh quách quân có chút bi ai, da da, đi đi. Quách quân vô lực vất vất tay, đợi cho mộ vũ trạch trở lại công ty thì nghe thủ hạ nói quách kỳ tìm, mộ vũ trạch nhếch nhếch khóe miệng, không thèm để ý nói, cho nàng lên. Quách kỳ nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng tổng tài, mộ vũ trạch đạm mạc thanh âm truyền đến, tiến vào, quách kỳ miếm môi, đẩy cửa đi vào, mộ tổng, ân. Có việc. Mộ vũ trạch biết rõ còn cố hỏi, xin cô buông tha quách thị. Quách kỳ hạ đôi mắt, nhẹ giọng nói. Nga! Dựa vào cái gì? Cô có cái gì trao đổi? Mộ vũ trạch buồn cười nhìn quách kỳ, quách kỳ không nói. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, không biết mộ tổng muốn cái gì, chỉ cần là tôi có, nhất định tôi sẽ đáp ứng, chỉ xin cô buông tha quách thị. Mộ vũ trạch khóe miệng nhếch nhếch, cả người tản mát ra một loại lãnh khí, tôi nói dựa vào cái gì có tư cách gì cùng tôi nói quách kỳ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mộ vũ trạch mộ vũ trạch hơi hơi sửng sốt chỉ bằng tôi thân là người quách thị là quách thị tổng tài tôi không thể trơ mắt nhìn quách thị cứ như vậy sụp đổ nó là do ông nội tôi vất vả vài thập niên sáng lập lên tôi không thể để cô hủy nó như vậy ánh mắt quách kỳ kiên định mà chấp nhất mộ vũ trạch nhìn thật lâu sau nhẹ nhàng nói hảo đáp ứng cô Lúc này ngược lại là đến Phiên Quách Kỳ ngây ngẩn cả người. Nàng vừa mới nói cái gì? Nhìn biểu tình kinh ngạc của Quách Kỳ, Mộ Vũ Trạch không kiên nhẫn, cô biểu hiện loại biểu tình này ra thêm phút nào nữa tôi liền đổi ý, ngạch. Nha, vì, vì cái gì? Mộ Vũ Trạch đứng lên, đi đến trước mặt Quách Kỳ bởi vì ánh mắt cô kiên định, chấp nhất so với tôi lúc trước giống nhau. Cho nên, tôi cho cô một cơ hội, nha, tốt lắm, tôi đã đáp ứng cô. Sao còn chưa đi? Hay là muốn tôi mời cô ăn cơm? Mộ Vũ Trạch thản nhiên nói, nha. Quách Kỳ không biết đây là nàng lần thứ mấy làm mình kinh ngạc nha, nàng là bị Mộ Vũ Trạch làm cho mơ hồ. Chương 43, nữ nhân này hắn đã định rồi, đợi cho Quách Kỳ đi, Lê Hiên nhìn Mộ Vũ Trạch, nghi hoặc hỏi, lão đại. Vì sao? Mộ Vũ Trạch cười cười, bởi vì cô ấy là Quách Kỳ, Lê Hiên nhíu mày, như biết cái gì mày lập tức giảng ra lập tức mỉm cười cũng không nói nữa tốt lắm về thôi trở về nhìn chị dâu mộ vũ trạch hiếm khi nói đùa lê hiên nhíu mày mà bên kia quách lân phẫn nộ đem tư liệu ném trên bàn khốn kiếp đáng chết lâm bá đến bên cạnh quách lân hai mắt phạm ngoan nói thiếu gia chúng ta quách lân cắn răng nắm tay thành quyền mộ vũ trạch tôi sẽ không bỏ qua cho cô tuyệt đối thiếu gia lão gia bên kia đã muốn xác định quách thị quách thị đã muốn phá sản lời nói lâm bá vừa dứt quách lân hung hăng đạp lên bàn một cái quách thị quách kỳ quách quân tất cả đều là đồ vô dụng một phế vật một lão bất tử quách thị chính là bị hủy trên tay hai người thiếu gia lâm bá ra lệnh đi cho người của tổ chức đợi mệnh buổi tối tôi muốn tấn công hang ổ của mộ vũ trạch còn có thu mua các công ty xác nhập mộ thị tôi muốn cổ phiếu mộ thị rất giá không vực dậy nổi mộ vũ trạch tôi muốn làm cho cô sống không bằng chết quách lân lấy áo khoác lái xe thẳng đến quách gia vọt tới trước mặt quách quân rống quách thị chính là bị các người biến thành như vậy quách quân nghe thấy tôn tử quách lân chỉ trích mình như vậy liền nhướng mày quách lân chú ý ngữ khí của anh anh xem rõ anh đang cùng ai nói chuyện quách lân khinh thường cười hiện tại như thế nào nếu không phải lão bất tử ông đem công ty cho phế vật kia công ty như thế nào có kết cục như vậy quách quân nghiêm khắc nhìn quách lân ngữ khí rất là tức giận quách lân anh nhìn cho rõ ta mới là quách gia gia chủ ta làm cái gì không tới phiên anh chỉ trích ta nói cho anh em gái anh so với anh tài giỏi hơn sắc mặt quách lân nhất thời xanh mét một phen kéo áo quách quân lão bất tử ông lặp lại lần nữa thiếu thiếu gia Lâm Bá bị hành động của Quách Lân dọa, vội vàng kéo Quách Lân, "Cút ngay, thiếu gia, đừng xúc động, đây là gia gia của cậu, là Quách gia gia chủ." Quách Lân cười cười, ánh mắt chợt lóe một tia tàn nhẫn, "Đúng vậy, hiện tại ông ta vẫn là Quách gia gia chủ, bất quá, lập tức sẽ không phải nữa." "Ông nói phải không?" "Gia, gia, mày, mày mày." Quách Quân bởi vì bị nắm mà mặt giờ phút này đỏ lên một mảnh. Lâm Bá đem ông ta giam lại cho tôi thiếu gia lâm bá do dự nhìn quách lân đây chính là quách gia gia chủ a như thế nào lâm bá cũng không nghe lời của tôi nói quách lân nghiêng mắt nhìn nhìn lâm bá do dự thản nhiên nói thuộc hạ vĩnh viễn nguyện trung thành với thiếu gia lâm bá ở trong lòng thở dài không có biện pháp hắn không có biện pháp làm trái lời quách lân bởi vì hắn nhìn quách quân từ nhỏ lớn lên ân vậy là tốt rồi tôi đã biết Lâm Bá là đau lòng tôi. Quách lân đối Lâm Bá cười cười, Lâm Bá, ông. Quách quân phức tạp nhìn trước mắt hai người, một là tôn tử, một là quản gia hầu hạ mình vài thập niên. Không nghĩ tới hôm nay, giam lại, vân thiếu gia, chạm vạn, Lê Hiên đi vào phòng mộ vũ trạch, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Lão đại đã đến, nghe vậy, tay mộ vũ trạch đang lật xem tư liệu hơi ngừng lại, thản nhiên, tân nói hải đường chuẩn bị sẵn sàng, vâng, đêm nay sao? Ha ha, Quách Lân, tôi muốn nhìn xem anh rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, thiếu gia đã bố trí xong. Lâm bá đi đến bên người Quách Lân nói, có bao nhiêu người, ban phái tổng cộng có 3.000 người, đêm nay toàn bộ đều hành động còn có 5 tấn thuốc nổ đã chôn ở chung quanh U Minh Điện. Đêm nay U Minh Điện tuyệt đối sẽ bị hủy không còn một mống, ân, ừ, người thu mua cổ phiếu mộ thị sao rồi, thiếu gia yên tâm, không đến nửa tháng mộ thì tuyệt đối là vật trong bàn tay của chúng ta ân vậy là tốt rồi lâm bá vất vả cho ông quách lân vỗ vỗ bả vai lâm bá nhẹ nhàng cười vì thiếu gia đều đáng giá lâm bá cười đêm nay chúng ta sẽ chờ xem mộ vũ trạch chết như thế nào đúng rồi người bên cạnh nữ nhân kia đâu quách lân đột nhiên nhớ tới hàng hân nghiên vội hỏi nữ nhân này hắn yếu định rồi tôi đã phái người đi trong chừng thiếu gia yên tâm cô ấy không chạy thoát được đâu. Chỉ cần là cậu muốn, tôi sẽ đều vì cậu mà làm, vậy là tốt rồi, tôi không hy vọng cô ấy có bất cứ thương tổn nào. Mộ vũ trạch vừa chết, tôi liền cưới nàng, nàng chỉ có thể là nữ nhân của tôi. Quách lân bắt buộc nói. Nữ nhân này, hắn không nghĩ buông tha. Chương 44, đánh lén U Minh Điện, lão đại. Phía bắc U Minh Điện có ước chừng 1.000 người, hải đường ẩn thân tại góc hẻo lánh, lỗ tai có đeo một bộ đàm nhỏ, ở đại điện, mộ vũ trạch biến nhắc nằm trên vương tọa ỷ na ná ghế nương nương, tay trái chống trên trán tay phải gõ gõ tay viện, trong mắt chợt lóe một tia nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn, ân, hạo bên kia thế nào? Mộ vũ trạch không thèm để ý hỏi. Tai nghe lập tức truyền đến tiếng của bắc huyền hạo, lão đại, bên này có ước chừng 1.500 người, lão đại, bên này có ước chừng mai phục chung quanh u minh điện âm thanh lê hiên cũng truyền đến mộ vũ trạch khóe miệng nhếch lên mị mị nhãn tình giờ phút này trong không khí đều thoáng thoáng một cổ hơi thở nguy hiểm rất tốt toàn thể xúc động sao quách lân thật đúng là tên bạo gan lão đại bỗng nhiên tiếng lê hiên truyền đến lão đại xúc động mộ vũ trạch lạnh lùng nói chờ ta muốn làm cho bọn họ có đến mà không có về thiếu gia đã xong tùy thời có thể xúc động lâm bá đối quách lân nói ân tin tức chính xác quách lân cao mày hắn có dự cảm bất hảo ân yên tâm tôi đã phái vài người điều tra đêm nay mộ vũ trạch trên cơ bản đem thuộc hạ đi tập kích bất ngờ một đại bang khác giờ phút này u minh điện chỉ có mấy chục người đánh hạ rất dễ dàng lâm bá cười cười nói đừng đắc ý vẫn nên cẩn thận một chút quách lân vẫn đang không yên lòng mộ vũ trạch là loại người nào nàng như thế nào khả năng yên tâm chỉ cho mấy chục người ở lại U Minh Điện? Sợ là có bẫy. Lâm Bá, đi điều tra lại. Tôi muốn xác nhận tình huống hiện tại của U Minh Điện, Vân thiếu gia, lão đại, ra tay sao? Lê Hiên nhẹ nhàng nói. Đúng. Đúng rồi, anh không cần núp nữa. Mộ Vũ Trạch phân phó nói. Vân lão đại, Lê Hiên hiểu được ý của Mộ Vũ Trạch, cũng không núp ở chỗ tối mà trực tiếp đi ra người của quách lân trốn ở chỗ tối quan sát nhất thời cả kinh không dám nhúc nhích. Chỉ nhìn thấy Lê Hiên đơn giản xem xét tình huống. Liền xoay người đi vào bên trong, người kia phát hiện mình đã đổ một thân mồ hôi lạnh, Lê Hiên đi ước chừng 5 phút sau, người kia mới cẩn thận quay về, Lê Hiên nhếch nhếch khóe miệng, trong ánh mắt lóe lên âm ngoan. Muốn chết, thiếu gia. Bên trong, bên trong thuộc hạ nhìn thấy Lê Hiên. Nghe thuộc hạ bẩm báo lâm bá, quách lân đều là cả kinh cái gì lê hiên ở bên trong đúng vậy thiếu gia vài lần thiếu chút nữa bị phát hiện nếu không phải tôi kịp tìm chỗ ẩn nấp phỏng chừng hiện tại đã bị bắt quả nhiên quả nhiên mộ vũ trạch còn để lại ở u minh điện một cánh tay đắc lực quách lân cắn răng nói thiếu gia chúng ta đây lâm bá do dự mà nói thuộc hạ bên người mộ vũ trạch đều không đơn giản nếu lê hiên ở u minh điện cũng khó trách mộ vũ trạch yên tâm chỉ để mấy chục người trông coi nơi này, đánh. Hiện tại nếu không đánh, nhóm người mộ vũ trạch phái đi trở lại càng không có cơ hội. Quách lân nắm chặt quyền, lộ gân xanh trên trán, nhưng... Lâm bá giờ phút này có chút không xác định. Việc này không chấp nhận được nửa phần sơ hở, vạn nhất thất bại. Hậu quả thật, ngẫm lại. Lâm bá liền cảm giác trên người lạnh lẽo một mảnh, sợ cái gì? chúng ta còn có 5 tấn thuốc nổ, nếu thất bại, chúng ta vẫn có thể đem U Minh Điện sang bằng thành bình địa. Mộ Vũ Trạch, cô vẫn thua tôi một chiêu. Quách Lân đắc ý cười, hắn đoán được vạn nhất sự tình có phát sinh, cho nên mới có sự chuẩn bị này. Ha ha, trời cũng giúp ta, phía bắc nghe lệnh, hiện tại đi vào. Không chừa một ai. Quách Lân hét lớn phát lệnh. Vân thiếu gia, Hải đường nhìn tình huống trước mắt báo cáo, lão đại, bắt đầu rồi, lão đại, bên này cũng bắt đầu, lão đại, bên này cũng vậy. Ha ha, có trò hay, mộ vũ trạch nghe, hơi chuyển mình tiếp tục nằm, nha. Phải không? Như vậy, chúng ta bắt đầu vui chơi đi, được lệnh nghe âm thanh bắt huyền hạo hưng phấn. Mộ vũ trạch cười. Nhắm mắt lại giả ngủ. Hải đường lắc lắc trong tay trường tiên, đây là tên của một cái roi khóe miệng dương một mặt thị huyết cười, bao vây bọn chúng. Hải đường nở nụ cười xinh đẹp lại một lần nữa lắc lắc cái roi trong tay, một chỗ khác, bắt huyền hạo nghiền ngẫm nhìn của người mình bị vây quanh bởi một ngàn người cười nói u. Làm cái gì vậy? Muốn làm khách? Như thế nào không báo trước? Bằng không anh đây làm sao chiêu đãi tốt mọi người, mày mày mày. Lâm bá không thể tin nhìn bắt huyền hạo, trong lòng khủng hoảng. Vì cái gì? không phải nói chỉ có mình Lê Hiên sao? Vì cái gì, hỏng, bị lừa. Lâm bá giật mình, cúng quyết hét lớn, mau mau phá vây, lui lại, nhất thời, phía nam đại loạn, còn muốn chạy. Anh còn chưa có chiêu đãi đâu. Bắc huyền hạo trên mặt không có còn bộ dạng phong lưu mà là mặt đứng đắn cùng tàn nhẫn. Lên, không lưu một ai. Bắc huyền hạo ra lệnh, đột nhiên một trăm người toàn thân vận hắc y chạy ra, này, đây là, ám dạ tổ chức nghe lệnh nơi này một người cũng không lưu thời hạn bắc huyền hạo dừng một chút trên mặt tươi cười càng là tàn nhẫn mười phút lâm bá vừa nghe hít một hơi khí lạnh mười phút muốn giết sạch một ngàn người của mình chỉ bằng một trăm người không khỏi cũng quá kinh thường hắn đi lâm bá hung ác cả giận nói toàn bộ lên ta cũng không tin chúng ta một ngàn người còn đánh không lại một trăm người một ngàn người vừa nghe lâm bá nói nhất thời bình tĩnh một tiếng trống liền xông tới đám người bắt huyền hạo, sát sát sát. Trước mắt lâm bá từng thủ hạ ngã xuống, lâm bá chỉ có thể ngốc lăng nhìn hắc y nhân trước mắt chém giết từng người, trong lòng bỗng nhiên bi thương một mảnh. Lấy một địch năm. Không, không chỉ, một địch mười cũng không thành vấn đề, rốt cuộc là tổ chức gì. Mộ vũ trạch ngươi rốt cuộc là loại người nào, lâm bá chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng, chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ, thiếu gia, đúng rồi, thiếu gia. Lâm bá bỗng nhiên chấn động, kéo một người đứng dậy liền hô, mau, chạy mau đi ra ngoài. Nói cho thiếu gia. Có bảy kêu thiếu gia trốn. Nhanh lên mau, nam tử nghe vừa mới quay người đã bị bắt huyền hạo một đao chém chết, còn muốn chạy. Phải hỏi đao trong tay anh có đồng ý hay không? Nếu vào được sẽ không dễ dàng đi ra như vậy, nói xong, bắt huyền hạo lớn tiếng kêu lên còn có ba phút nữa, hắc y nhân vừa nghe, tốc độ chém giết bắt đầu gia tốc, Lâm Bá Triệt để tuyệt vọng, mà bên kia, Lê Hiên cũng là tiếng chém giết, có can đảm tiến vào. Vậy nhìn xem thân mình có ra được hay không, cho bọn mày nhớ, U Minh Điện không phải nơi bọn mày có thể mơ ước. Hừ, lại một đao, giải quyết một. Lê Hiên lắc lắc chủy thủ trong tay, ghét bỏ nhìn máu trên chủy thủ, thật bẩn, mày. Huynh đệ, lên cho tao. Tao cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn, lên, mẹ nó, liều mạng, mẹ nó, lão tử chém chết mày. Lê Hiên khinh bỉ nhìn một đám người xông lên, thật sự là không thể không nói, một đám ngu ngốc, nếu nghĩ muốn chết như vậy, vậy ông đây thành toàn cho bọn mày, Lê Hiên đưa tay vung chủy thủ, tay phải cầm trường kiếm, ám dạ lên cho ta, sát, Lê Hiên mắt hung ác, vọt lên đi đầu, mộ vũ trạch ở đại điện nằm trên nhuyễn tháp, hai chân biến ngắt giao nhau đặt tại cùng nhau. Nâng tay nhìn đồng hồ, ân qua 5 phút A, à. mộ vũ trạch hiếp mắt nhìn, A, à, mộ vũ trạch ngáp một cái, đối với tai nghe nói, lại cho mấy người 3 phút, giải quyết cho ta, Nga, đúng rồi, còn có trói quách lân lại, mang đến đây cho ta. Hạn 5 phút nữa. Nếu không, toàn bộ đi Siberia một năm cho ta, ba người vừa nghe, lập tức không dám chơi nữa. Tốc chiến tốc thắng, ân. 3 phút. 4 phút. 5 phút đã đến giờ, Mộ Vũ Trạch vừa lòng nhìn, ân, không sai, thời gian vừa đúng, hắc hắc, lão đại, chúng ta không cần đi đi. Bắc Huyền Hạo vừa nghe, lập tức lấy lòng nói. Xem tâm tình của ta. Mộ Vũ Trạch thản nhiên nói, a. À, lão đại, người sao có thể như vậy? Bắc Huyền Hạo kêu lên nói, tốt lắm, người đâu? Mộ Vũ Trạch chỉnh chỉnh quần áo nhẹ giọng hỏi. Hoa chi băng Lê Hiên tay lau trường kiếm, thản nhiên nói, lão đại, người đã mang đến. Hoa Chi Băng cầm tay Quách Lân áp hắn lại đây, Quách Lân vừa thấy đại đường mộ vũ trạch bán nằm sắc mặt nháy mắt xanh mét một mảnh, mộ vũ trạch. Quách Lân giận dữ hét, mộ vũ trạch cau mày, Hoa Chi Băng, hắn rất ồn, Hoa Chi Băng hiểu ý, tiến lên nhét cái khăn vào miệng Quách Lân, Quách Lân hung hăng nhìn mộ vũ trạch, hận không thể giết nàng, loại sĩ nhục này, hắn sẽ đòi lại. Chương 45, 15 tấn thuốc nổ, Quách Lân. Mộ Vũ Trạch nghiêng mắt nhìn Quách Lân, Mộ Vũ Trạch, nếu tao thoát khỏi đây, tao nhất định phải giết chết mày, Quách Lân đỏ hồng mắt giận dữ hét ba. Một tiếng, Hải Đường lắc lắc cái roi trong tay, khinh thường nhìn Quách Lân, chỉ bằng mày. Mà muốn giết lão đại chúng ta. Không biết tự lượng sức mình, bọn mày. Một ngày nào đó. Sĩ nhục hôm nay, tao sẽ đòi lại hết. Quách lân biểu tình giữ tận vạn phần, trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy nửa phần tuấn tú lúc trước, mộ vũ trạch, có can đảm thì một mình đấu với tao. Quách lân đối mộ vũ trạch quát, mộ vũ trạch ngón tay gãi gãi cầm mình, nhẹ nhàng phun ra vài chữ, cưng còn chưa đủ tư cách, mộ vũ trạch, bỗng nhiên, quách lân giận dữ cười điên dại. Ha 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 ha, mộ vũ trạch, mày chờ chết đi. Tao chết cũng muốn đem mày làm đệm lưng, lê hiên cao mày, không kiên nhẫn đạp quách lân một cước, cùng có biết hay không, Quách Lân bị đạp, nhìn mấy người trước mắt cười ha 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 ha, bọn mày cũng đừng đắc ý quá sớm, nha. Mộ Vũ Trạch nheo mi nhìn Quách Lân, mày không phải rất mạnh sao? Mày không phải rất lợi hại sao? Mộ Vũ Trạch. Tao là muốn nhìn mày mạnh hay thuốc nổ của tao mạnh, Quách Lân bộ mặt dữ tợn nhìn Mộ Vũ Trạch, trong mắt lộ vẻ điên cuồng, nha. Thuốc nổ a. Mộ Vũ Trạch hít mắt, chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt quách lân nhìn xuống bỗng nhiên phẫn nộ ánh mắt chiếu trên người quách lân một cước dẫm trên người quách lân a à, quách lân ăn đau liền kêu lên lá gan không nhỏ tư nhiên dám nháo u minh điện của tao còn dám dùng thuốc nổ ai cho mày cái can đảm đó mộ vũ trạch cả người dân lên hơi thở thô bạo mày mày a à, xem ra vẫn là trách tao rất nhân từ tư nhiên bây giờ còn có người dám nghĩ đến đồ của tao Mộ Vũ Trạch lạnh giọng nói, nhìn về phía Quách Lân trong ánh mắt băng lạnh, "Mộ Vũ Trạch, mày muốn làm cái gì?" Quách Lân hoảng sợ nhìn Mộ Vũ Trạch mặt đầy thị huyết. Cả người đều đổ mồ hôi lạnh, "Làm cái gì? Mày nói đi. Mày không chỉ có nghĩ đến đồ của tao, còn vọng tưởng giết tao cướp lấy nữ nhân thuộc về tao, đánh lén U Minh Điện, mày nói, tao nên làm cái gì, đừng sằng bậy. Tao nói cho mày biết, nơi này bị tao chôn năm tấn thuốc nổ không muốn chết mau xin tao tao có thể suy xét cho mày một con đường sống quách lân nhíu mày tay nắm thành quyền mộ vũ trạch vẫn đang làm tư thái vương giả mà quan sát như thế nào mày sợ chết hừ chê cười tao sẽ sợ chết mày đã không muốn sống như vậy vậy đừng trách tao cho nổ tung nơi này chỉ cần tao ra một ám hiệu nơi này lập tức sẽ bị sang thành bình địa quách lân uy hiếp nói chỉ là trong tay nắm chặt tay thành quyền. Mộ vũ trạch nghe xong khinh thường cười, xem ra, tao quả nhiên rất nhân từ, hiện tại cư nhiên còn dám uy hiếp. Lê Hiên, cắt đầu lưỡi hắn, Lê Hiên giơ chủy thủ trong tay lên, chậm rãi đi tới quách lân, quách lân cả kinh, kêu lên, mày làm gì? Không được làm sằng bậy, tao sẽ cho nổ tung nơi này, tao không phải nói đùa, Lê Hiên nhất thời dừng lại, mộ vũ trạch hiếp mắt, hoa chi băng trầm giọng nói, hoa chi băng, đem năm tấn thuốc nổ đó của bọn họ đến ban trưởng ban, quách lân sửng sốt. Lập tức mở to hai mắt không tin nhìn mộ vũ trạch, mày. Nói cái gì, mộ vũ trạch nâng chân vẫn dẫm trên người quách lân, nhếch nhếch khóe miệng, hoa chi băng, đem hết năm tấn thuốc nổ của bọn họ trở về, hơn nữa, cho thêm 10 tấn thuốc nổ, mua một đưa hai, tiện nghi cho bọn họ, hoa chi băng cười chân chó lấy lòng nói, qua, lão đại thật anh minh, lão đại quả thực rất thiện lương. Quách lân nghe, thiếu chút nữa tắt thở. Sắc mặt xanh mét một mảnh, đây là cái gì? Thiện lương. Hắn hảo nghĩ lỗ tai mình biết, mày, mày nói cái gì? Mộ vũ trạch cười không nói, bắt huyền hạo sâu ra khuôn mặt tuấn tú, cười rất không sáng lạng, như mày, một đám não tàn, có chút tiểu kỹ xảo liền xuất ra đối phó với lão đại chúng ta, thật không biết nên nói mày không biết tự lượng sức mình hay muốn chết nữa. Khuyên mày kiếp sau đừng đụng tới lão đại tao. Nếu tính đụng thì cũng phải là cung kính hầu hạ đừng giống kiếp này não tàn thiếu muối như vậy, lời Bắc huyền hạo nói, không thể nghi ngờ chính là cho quách lân một cái tác, sắc mặt quách lân không thể hơn kém, như vậy, nói chuyện phím nhiêu đó được rồi, Lê Hiên, sao còn chưa động thủ? Mộ vũ trạch mắt nhíu lại lạnh giọng nói, vân lão đại, nhìn Lê Hiên từng tới gần. Quách lân cảm giác được sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Vì cái gì, vì cái gì? vì cái gì lên kế hoạch lâu như vậy tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết thảy kết quả cũng là mày thắng dựa vào cái gì dựa vào cái gì ông trời ưu ái mày như vậy mộ vũ trạch tao hận mày tao hận không thể uống máu của mày ăn thịt của mày đến xương cốt cũng không còn quách lân tuyệt vọng gào thét nước mắt cũng không chịu thua kém cào ra mày quá mức tự phụ hơn nữa đối tượng mày ghen tị là tao mộ vũ trạch ngồi xổm xuống, nhìn thẳng quách lân. Ngón tay ép cầm quách lân nhìn thẳng mặt mình, trách thì trách mày không nên mơ ước nữ nhân của tao, mặc kệ là cái gì, chỉ cần với bảo bối của có một tia tâm tư, tao cũng sẽ không lưu, nói xong, mộ vũ trạch một đứng dậy. Trên người lệ khí nháy mắt bùng nổ, động thủ, vân lão đại, a a a tiếng kêu sợ hãi của quách lân vang lên. Mộ vũ trạch tiêu sái xoay người ngồi trở lại nguyễn tháp, cắt tứ chi, ném lên núi cho sói ăn, đúng rồi, còn lâm bá, giống hắn cho chó ăn, Lê Hiên chạy nhanh nghe lệnh động thủ, nửa ngày, Quách Lân chỉ có thở thoi hóp, mộ vũ trạch không kiên nhẫn ngáp một cái. Lạnh lùng nói, như thế nào còn không có nghe thấy tiếng vang. Hoa chi băng, bị gọi vào, hoa chi băng cả người rung lên, chạy nhanh mang theo mấy chục thuộc hạ, vận 15 tấn thuốc nổ chạy đến ban trưởng danh. Quyết đoán cho nổ, toàn bộ thiên địa nhất thời một mảnh chấn động. Chương 46, trạch rất ôm nhu, lão đại, ban trưởng danh đã bị xóa sổ. Hoa Chi băng nhìn mộ vũ trạch nghiêm túc nói, mộ vũ trạch gật gật đầu, quách lân, lâm bá xử lý tốt chưa, Lê Hiên tiến lên nói, đều xử lý tốt, tứ chi tàn phế, móc hai mắt cắt đầu lưỡi, ném vào rừng tháo bắt, nghe nói nơi đó có giả thú thường lui tới, Lê Hiên không có nói tiếp, mộ vũ trạch thản nhiên nói, làm rất tốt. Truyền lệnh xuống thu thập hết các bang phái cho ta, Ta không muốn lại có ban trưởng danh thứ hai xuất hiện, Vân lão đại, còn có, đem chuyện ban trưởng danh bị diệt truyền ra ngoài, ta muốn nhìn xem còn có người nào muốn chết dám chọc ta. Hoa Chi băng, Hải Đường, việc này các ngươi đi làm đi. Mộ Vũ Trạch phân phó liền đứng lên, thuận tay chỉnh quần áo, Lê Hiên, Bắc Huyền Hạo. Theo ta đi, Vân lão đại. Mộ Vũ Trạch mang theo Lê Hiên, Bắc Huyền Hạo quay về, các ngươi về công ty trước, ta ngày mai tới. Mộ vũ trạch nói với hai người, vân lão đại, ha ha, lão đại nhớ đại tẩu. Bác huyền hạo giờ phút này đã trở về bộ dạng hoa hoa công tử cười nói ai. Lão đại chính là hạnh phúc A, à, về sau trong nhà còn có mỹ nhân đang chờ, mộ vũ trạch cao mày. Nghiên mắt thoáng nhìn, bác huyền hạo cả người rung lên, lập tức ngậm miệng, cậu hiện tại thực nhàn phải không? Xem ra là muốn ta phân nhiệm vụ cho cậu, bác huyền hạo lập tức nghiêm mặt, cười lấy lòng hắc hắc cái kia, lão đại a, à, tôi không nói, tôi không nói cái gì, tốt lắm, đi. lê hiên thật sự là không đành lòng, một phen lôi kéo bắt huyền hạo kia, lão đại, chúng tôi đi trước. ngày mai gặp, lão đại ngủ ngon, bắt huyền hạo cáo biệt. lê hiên bị hành động này của bắt huyền hạo nổi da gà, có ác tâm hay không? lê hiên kinh bỉ nói, ngươi biết cái gì? mặt poker. bắt huyền hạo không chịu yếu thế nói mộ vũ trạch buồn cười nhìn bọn họ hai người rời đi mới xoay người về nhà trong nhà còn có bảo bối đang chờ mình bởi vì chuyện quách lân một ngày không có nhìn thấy bảo bối thật nhớ nghe âm thanh chìa khóa chuyển động ngoài cửa phòng hàng hân nghiên biết mộ vũ trạch đã trở lại bảo bối mộ vũ trạch mở ra cửa phòng phát hiện bên trong một mảnh tối đen bảo bối có đây không nàng nhẹ giọng kêu lên sợ kinh ngạc người nọ Hàng Hân Nghiên nhẹ giọng gọi nói, mộ vũ trạch đi lên. Nhìn Hàng Hân Nghiên nửa tựa vào giường, vì thế tiến lên đem Hàng Hân Nghiên ôm ở trong lòng. Cô thích cảm giác ôm bảo bối của mình, bảo bối, như thế nào đã trễ thế này còn chưa ngủ, âm thanh của cô thực nhu, thực nhu, ân. Ngô, em chờ trạch. Hàng Hân Nghiên ngáp một cái, mộ vũ trạch buồn cười nói, đứa ngốc, mệt nhọc liền ngủ a, à, không cần chờ tôi, nhìn bộ dáng em mệt như vậy, tôi sẽ đau lòng, hàng hân Nhiên nắm chặt ống tay áo mộ vũ trạch, cọ cọ trong lòng của cô. Tìm tư thế thoải mái dựa vào, ân. Ừ. Em nghĩ chờ trạch. Em buồn ngủ, mộ vũ trạch hôn hôn hai má hàng hân Nhiên, vậy ngủ đi. Ngủ đi, tôi ở đây, đợi cho hàng hân nghiêng hít thở đều đều mới nhẹ nhàng chậm chạp đem hàng hân nghiêng ôm vào chăn, đắp chăn cẩn thận cho hàng hân nghiêng mới đi vào phòng khác tắm rửa nếu mình tắm rửa trong phòng sẽ đánh thức bảo bối như vậy không tốt lắm 10 phút sau mộ vũ trạch tắm rửa xong trên người mình mang theo hương thản nhiên mới vừa lòng cười tiến vào trong ổ chăn ôm hàng hân nghiên mà ngủ bảo bối ngủ ngon một đêm ngủ ngon không mộng mị ngô sáng sớm hàng hân nghiên bị một cổ hương khí dụ hoặc tỉnh lại dụi mắt còn buồn ngủ giày cũng không mang vào liền trực tiếp xuống lầu hướng phòng bếp chạy đi thơm quá a à. Mộ vũ trạch liền nhìn phía sau, vì thế buông trong tay cái sẻn, bất đắc dĩ nói, bảo bối, như thế nào dày cũng không mang mà chạy xuống đây. Vạn nhất cảm lạnh thì làm sao, mộ vũ trạch đi đến kệ để giày dép, mang dép giữ ấm cho hàng hân, đến đây, mang vào, ngoan, ngô. Hàng hân nghiêng nhìn mộ vũ trạch, nghe lời nâng lên chân, mộ vũ trạch giúp nàng mang dép vào. Trạch, ân, trạch, ân, trạch, làm sao vậy, thật là trạch. Hàng Hân Nghiên kinh ngạc nói, lập tức mặt vui sướng nhào vào trong lòng Mộ Vũ Trạch, như thế nào? Còn tưởng rằng đây là mộng a. À? Tôi trở về liền nghĩ như vậy. Mộ Vũ Trạch buồn cười nhéo nhéo cái mũi Hàng Hân Nghiên, sủng nịch nói, "Ân, bởi vì Trạch gần đây đều bận rộn a." À. Hàng Hân Nghiên đô đô miệng. Quỷ khuất nói, "Dù bận cũng không quên quan tâm mình, tốt lắm." nhìn miệng em mềm mại có thể dụ dỗ tôi, mộ vũ trạch sủng địch cười nói, hừ. Mới không có, đúng rồi, trạch làm cái gì a? À? Em đói bụng, hàng hân nhiên nhìn nhìn trong nồi đồ ăn, hương vị đồ ăn truyền đến, qua qua. Thật sự thơm quá a, à, chớp mắt, hàng hân nhiên đã nghĩ ăn vụng, lại bị mộ vũ trạch đánh vào tay. Cao mày, quỷ tham ăn. Trăng cũng chưa đánh, trước đi đánh răng, hàng hân nghiêng to mắt nhìn mộ vũ trạch, trạch, em ăn một miếng thôi, em thật sự đói a, à, không được, trước đánh răng, không đánh răng liền ăn đối với răng không tốt. Ngoan, đi đánh răng trước. Xem mộ vũ trạch kiên định, hàng hân nghiên đã biết mình là ăn vụng không được, không có biện pháp, chỉ có ngoan ngoãn đi đánh răng. Hàng hân nghiên thật là đói bụng, đánh răng liền lau mặt vọt ra, trạch, em xong rồi cho em ăn một miếng. Hàng hân nghiên chạy tới phòng bếp kêu lên, mộ vũ trạch lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thật là, lại không ai cùng em tranh, gấp như vậy, nước trên mặt vẫn còn, mộ vũ trạch nâng tay, dùng áo sơ mi đen trên người nhẹ nhàng lau nước trên mặt hàng hân nghiêng, hàng hân nghiêng cúi đầu. Ngoan ngoãn tùy ý mộ vũ trạch lau, trên mặt một mảnh phím hồng. Hôm nay trạch thực ôn nhu, tốt lắm. Mộ vũ trạch mỉm cười, đến đây đi, ăn cơm, hàng hân nghiêng sáng mắt lập tức cầm lấy chiếc đũa liền ăn, ăn từ từ, không ai cùng em tranh, ân. Ngô, ăn ngon, ăn ngon ngon thì ăn nhiều một chút ân này ăn ngon trạch. cũng ăn hàng hân nghiên gấp đồ ăn bỏ vào trong chén mộ vũ trạch lại tiếp tục ăn cơm của nàng cụ 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 quả nhiên ăn nhanh hàng hân nghiêng bị sạch xem đi kêu em ăn chậm một chút mộ vũ trạch đau lòng đi đến sau lưng hàng hân nghiêng nhẹ nhàng vuốt sau đó rót nước đưa tới trước mặt hàng hân nghiêng uy nàng uống hàng hân nghiêng nguyên bản bị sặc đỏ lên mặt giờ phút này càng đỏ, hôm nay trạch, thật sự rất ôm nhu, tác giả có lời muốn nói, mau kết thúc đi. Chương 47, Mộ Vũ Trạch Khốn Khiếp, Nhất Đại Thanh Thần, Mộ Vũ Trạch An Vị tại phòng khách đọc báo, hai chân thon dài mảnh khảnh gác trên bàn trà, bán tựa vào ghế nằm trên tay phải cầm một ly cà phê, ánh sáng xuyên qua thủy tinh chiếu vào nhà, mang theo độ ấm chiếu trên người Mộ Vũ Trạch. Đêm qua ở rừng Kháo Bắc phát hiện hai thi thể nam, có một khối thi thể là anh của tổng tài quách thị quách lân tôn tử quách quân thi thể khác là một thi thể nam lớn tuổi kinh thành đệ nhất đại bang phái bang trưởng danh đêm qua tại một đêm cư nhiên biến mất như không tồn tại tin tức này làm toàn giới hắc đạo khiếp sợ nghe nói là thủ đoạn của u minh điện trên báo hai cái đại tiêu đề chói lọi nằm ở trang đầu mộ vũ trạch không chút nào để ý lật xem Em xong rồi, Hàng Hân Nhiên đi ra cửa phòng liền thấy người yêu ngồi nhuyễn ghế, vì thế mở miệng nói, trạch hôm nay không cần đi làm sao, mộ vũ trạch hồi đầu, mỉm cười nói tân, chờ em hòa tôi cùng đi, Hàng Hân Nhiên hơi hơi sửng sốt, em. Em cũng đi cùng sao, đúng vậy, như thế nào, em không muốn sao. Mộ vũ trạch cười nói, ngạch. Không phải a à, cảm giác có điểm bất ngờ. Hàng Hân Nhiên đỏ hồng mặt nói, thẹn thùng. Bảo bối cũng không phải lần đầu chẳng lẽ bảo bối không muốn cùng tôi ở cùng một chỗ sao cô mặt sủng nịch nhìn hàng hân nghiêng. Ân, kia, được rồi, mộ vũ trạch đứng dậy, tùy tay đặt báo ở trên bàn trà, đi đến trước mặt ôm eo hàng hân nghiêng, cười nói, chúng ta đi thôi. Nha! Trạch, em, em có thể tự đi, trạch không cần. Không cần như vậy, tôi thích ôm em, cứ như vậy đi, nha. Như vậy không tốt lắm. Trạch buông ra đi, em. Nhà. Trạch, tốt lắm, cứ như vậy sẽ trễ thật đó. Trạch, đợi cho mộ vũ trạch cùng hàng hân nghiên tiểu đánh tiểu nháo tới công ty đã là chuyện của nửa giờ sau. Trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh, chúng công nhân viên thấy từ xa đại bốt cùng tổng tài phu nhân đang đi tới. Tất cả mọi người nghiêm túc đứng đắn làm tốt việc của mình, trạch. Nhanh lên buông ra, để nhiều người thấy thì không tốt, hàng hân nghiên đỏ mặt dọc đường kháng nghị, tốt lắm, bảo bối ngươi ngoan nha, không được lộn xộn, mộ vũ trạch bất đắc dĩ nói, trạch buông tay ra nhanh lên, em không được lộn xộn, mộ vũ trạch buông ra cho em, nhanh lên, hàng hân nghiêng thẹn quá thành giận. Thấp giọng quát với mộ vũ trạch, bảo bối nếu không ngoan, cẩn thận tôi trừng phạt em, mộ vũ trạch cười đầy tà ác, hàng hân nghiêng hung hăng nhíu mày, trạch hôm nay làm sao vậy, thật quá dị, bất quá, cũng không phải nàng không thích, nàng thực hưởng thụ, thực thích trạch như vậy, nhưng chính là như thế nào lại thích, cũng không thể ở trước nhiều người mặc như vậy. Dù sao, hàng hân nghiên nàng cũng không có da mặt dày đến mức ôm ấp trước mặt người khác, mộ vũ trạch một bước tiến vào mộ thị, nhân viên toàn thể nghiêm, cung kính vấn an, tổng tài, mộ vũ trạch sắc mặt nhất đạm, nhẹ nhàng ừ một tiếng, trạch nhanh lên buông ra, hàng hân nghiên bất đắc dĩ thấp giọng nói. Không có thấy những người đó đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình sao. Mộ vũ trạch vừa nghe, không chỉ không có buông ra, ngược lại đi càng nhanh, bảo bối hôm nay không ngoan. Mộ vũ trạch để sát bên tai hàng hân nghiên thấp giọng nói, hàng hân nghiên khóe miệng thoáng trừ, câu này phải là nàng nói chứ, sao nàng không nói chính nàng hôm nay quá dị như vậy, còn dám lộn xộn, em coi chừng tôi liền tại nơi này muốn em, mộ vũ trạch nhếch môi, thân thân hôn hôn hàng hân nghiên hai má. Hàng hân nghiên bị lời này dọa trái tim mạnh mẽ nhảy dựng. Mặt trong nháy mắt bạo hồng, trạch trạch, ha ha, cho nên, bảo bối ngoan ngoãn nga đến, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng liền ôm hàng hân nghiên vào thang máy tổng tài, nhìn thang máy chậm rãi đi lên, hàng hân nghiên bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy mộ vũ trạch ra, bảo bối, trạch trạch. Hàng hân nghiên đỏ mặt, nghĩ đến lời nàng mới vừa nói. Trái tim lại không thể ức chế được mà kinh hoàng, tôi làm sao? Mộ vũ trạch nháy mắt mấy cái, làm bộ như không hiểu hỏi, trạch khốn kiếp, vô sĩ, sắc lang, ngu ngốc, liên tiếp mắng, Mặt hàng hân nghiên có thể so với táo còn hồng hơn Mộ vũ trạch đen mặt Không nói gì nhìn hàng hân nghiên Bảo bối Mộ vũ trạch ngu ngốc sao Trước công chúng Trạch lại còn nói cái loại chuyện này Sắc ma Sắc lan Ngu ngốc Sủng đảng khó thở Hàng hân nghiên một trận xấu hổ não Mộ vũ trạch cảm giác khóe miệng trừ lợi hại Nàng chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi tuy nhiên bị bảo bối mắng đến cẩu huyết lâm đầu Bảo bối Xem ra em đối với lời ta vừa nói nói rất có thành kiến A. À. Nàng cười tuyệt mỹ chói mắt, hàng hân nghiêng có loại cảm giác, kết cục của mình thực thảm. Nếu bảo bối có thành kiến với lời tôi nói như vậy, tôi nếu như không phạt em, xem lần sau bảo bối còn dám nói với tôi như vậy không, trạch, trạch muốn làm gì. Chúng ta còn đang trong thang máy, hàng hân nghiêng nuốt nuốt nước miếng, trái tim khiêu bay nhanh, bảo bối cũng đừng quên, thang máy này là thang máy tổng tài, không có sự cho phép của tôi, ai dám dùng mộ vũ trạch khốn kiếp a à. ngô 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 mộ mộ trạch đình đẳng đợi lát nữa không không cần tránh ra ân trạch đình đình không được a à, bảo bối khẩu thị tâm phi tôi muốn trừng phạt em a à. trạch ân đẳng đợi đừng bảo bối thân thể em so với miệng thì thành thật hơn a à. Bốn kiếp. Ô ô, chỉ biết khi dễ ta. Ân. Ngạch, a, à, không lâu, trong thang máy liền truyền đến tiếng thở gấp và ngâm thanh. Chương 48, bạn gái là Bạch Nhã Tĩnh, lão đại, Lê Hiên tiến đến mộ vũ trạch, mộ vũ trạch tâm tình rất tốt, vì thế mỉm cười, ân, Lê Hiên ngẩng người, nhìn nhìn người phía sau mộ vũ trạch vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng, đại khái cũng đã đoán được cái gì, vì thế giơ tay lên tươi cười hô, đại tẩu hảo, mặt hàng hân nghiêng đỏ lại càng đỏ, hung hăng trừng mắt cái tên đầu sỏ ngồi ở trên ghế tổng tài đang khởi động mộ vũ trạch máy tính. Lão đại báo đã đưa tin, Lê Hiên thu lại nụ cười, thản nhiên nói. Mộ vũ trạch gật gật đầu ta biết, quách gia, không cần để ý tới, vân lão đại. Lê Hiên dừng một chút, lập tức nhíu mày nhìn mộ vũ trạch, có chuyện hắn không biết là có nên nói hay không. Mộ vũ trạch thấy biểu tình của Lê Hiên thì mỉm cười, còn có chuyện gì, lão đại, có chuyện. Tôi Lê Hiên nhìn hàng hân nghiêng đang nghịch máy tính bằng ánh mắt phức tạp mộ vũ trạch sửng sốt về bảo bối nói đi, nếu là về bảo bối mình càng muốn biết, ai Lê Hiên ở trong lòng thở dài không nên trách hắn, ai bảo lão đại đào hoa quá làm chi, lão đại Sáng nay, có người đưa thiệp mời đến công ty, nha Ai Thiệp mời gì, Vân là một tập đoàn lớn Lâm Thiên tổ chức tiệc rượu Tuy rằng nói quách thị hiện tại đã muốn phá sản nhưng vẫn còn tồn tại, cho nên yến hội cũng mời. Nha. Nếu là như thế vậy biểu tình của anh như vậy là vì cái gì? Mộ Vũ trạch hít mắt, biến nhắc nói, bởi vì, bởi vì công tử một xí nghiệp ở mỹ cũng được mời mà bạn gái hắn là, là Bạch Nhã tĩnh. Nói xong, Lê Hiên thật cẩn thận nhìn nhìn lão đại nhà mình, thẳng đến xác định trên mặt lão đại không có bất cứ dao động nào mới nhẹ nhàng thở ra nói thật mối tình đầu khó quên hắn thật đúng là sợ lão đại đối với nữ nhân kia còn chút tình cảm nói như vậy cậu tử làm sao đây bạch nhã tỉnh mộ vũ trạch lạnh lùng cười mắt nhìn người một mình nghịch máy tính trong lòng chảy một dòng nước ấm lão thiên đối đãi nàng không tệ ân ta đã biết còn có chuyện gì sao lão đại lâm thiên tổ chức yến hội có chút kỳ quái phỏng chừng là vì chuyện của lâm hải chí lão đại chúng ta lê hiên nghĩ nghĩ vẫn là không yên lòng hắn lo lắng nhà mình lão đại bị hãm hại anh không cần lo lắng ta có chừng mực nếu không có chuyện gì khác thì anh đi được rồi đúng rồi thời điểm diễn ra yến hội mộ vũ trạch không thèm để ý hỏi trên đời này người đối nàng bất lợi không tồn tại nàng muốn xem một chút lâm thiên kia làm cái gì có hay không cái can đảm kia ân ừ. yến hội là cuối tuần lê hiên nghĩ nghĩ tiếp tục nói lão đại đến lúc đó tôi và hạo cùng đi với ngươi ân ừ, đến lúc đó ta sẽ thông báo các anh lão đại tôi đi trước lê hiên cáo lui mộ vũ trạch nhìn hàng hân nghiên đi qua kéo nàng vào trong lòng a à, hàng hân nghiên nhất thời bị dọa tức giận nói khốn kiếp trạch lại muốn làm gì Ba ngày ban mặt trạch không thể làm chuyện thuần khiết sao mộ vũ trạch buồn cười không thôi bảo bối tôi chỉ là muốn ôm em một cái mà thôi, em phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Tôi cũng sẽ không làm gì em, mặt hàng hân nghiêng vừa khôi phục bình thường thì lại tiếp tục hồng, sắc lan. Trạch tránh ra. Đừng quấy rầy em xem tiểu thuyết, xem tiểu thuyết. Mộ vũ trạch nhìn màn hình máy tính, là một quyển xuyên Việt văn, bảo bối, em khẩu vị thật, trạch thì biết cái gì, rất vui. Ai nha, người lạnh lùng giống trạch không hiểu được lạc thú. Hàng Hân Nghiên đẩy Mộ Vũ Trạch cười nói, tránh ra, em đang phấn khích, Mộ Vũ Trạch kinh ngạc, sờ sờ chắp mũi mình, để sát vào bên tai Hàng Hân Nghiên nói, bảo bối. Cuối tuần này chúng ta có việc làm, Hàng Hân Nghiên cảm giác lỗ tai ngứa, đỏ mặt nhìn Mộ Vũ Trạch, chuyện gì a, à, đến lúc đó rồi nói đi hiện tại là thời khắc thuộc về hai người chúng ta. Mộ Vũ Trạch cười xấu xa, ông Hàng Hân Nghiên tay cũng bắt đầu không an phận, Hàng Hân Nghiên trái tim bùng bùng kêu cực nhanh tức giận đập tay người nào đó không an phận, trạch làm gì đó. tôi mặc kệ nha a. À. thân thiết với lão bà cũng không được a. À. mộ vũ trạch mặt quỷ cốt nhìn hàng hân nghiêng, vô tội xoa tay mình, sắc ma, như thế nào đầu trạch đều muốn làm chuyện này, chẳng lẽ không có chuyện gì làm sao? hàng hân nghiêng đỏ mặt, đáng chết, trạch luôn động tay đông chân cũng không nhìn xem đây là nơi nào, nơi này là công ty, là địa phương có thể cái gì cái gì sao? nàng không cần mặt mũi nhưng mình cũng còn nha. Tránh ra, cách em xa một chút, sắc ma, mộ vũ trạch chọn chọn mi, nàng phát hiện gần nhất bảo bối tính tình có điểm lớn, bảo bối, em có phát hiện em gần nhất tính tình thay đổi thật lớn hay không? Hơn nữa, còn thích mắng người, mộ vũ trạch mặt nghiêm túc nhìn hàng hân nghiêng, hàng hân nghiêng ngẩn người, nàng gần đây tính tình rất lớn, trạch nói lời này là có ý gì? Nàng ghét bỏ mình. Vì thế, Hàng Hân Nhiên bạo phát, có ý gì, khụ khụ khụ. Không có, bảo bối em đừng kích động tôi chỉ là tùy tiện nói, nói đùa thôi, mộ vũ trạch mặt lấy lòng, ôm Hàng Hân Nhiên nơi này thân thân, nơi đó hôn hôn, nếu không nhanh trấn an, phỏng chừng mình về sau đều rất khó có thịt ăn. Nhìn một cái, tóc bảo bối vì giận mà dựng hết cả lên, Hàng Hân Nhiên đỏ hồng mắt. Cảm giác trong lòng một trận ủy khuất, trạch kết bỏ em thì cứ việc nói thẳng, em biết tính tình em gần đây không tốt, em biết trạch chán ghét em. Em biết. Ngô. Hàng Hân Nghiên nói còn chưa nói xong, mộ vũ trạch chặn lời nói của cô gái nhỏ bằng một nụ hôn, bảo bối, em gần đây không chỉ có tính tình đại, hơn nữa, đầu óc cũng thích suy nghĩ lung tung, Hàng Hân Nghiên vừa nghe. Không thuận theo. Một khi đã như vậy, trạch làm gì còn muốn hôn em, trạch tránh ra, không nên đụng em, em tính tình đại. Em thích suy nghĩ lung tung, buông ra hàng hân nghiêng cáo kỉnh dãy dùa, mộ vũ trạch vẽ mặt bất đắc dĩ. Bảo bối, bảo bối tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm rồi, còn không được sao, hư trạch còn có thể sai. Đường đường là tổng tài của mộ thì sao có thể phạm sai lầm. Bảo bối, em cũng đừng như vậy trêu chọc tôi, em biết rõ ý tôi không phải như vậy, mặc kệ em thế nào, trong lòng tôi chỉ có em, chỉ yêu em, hàng hân nghiêng hơi hơi đỏ mặt trong lòng tuy rằng ngọt ngào nhưng vẫn có chút bất mãn trạch nói tính tình em đại tính tình đại rất tốt chứng minh bảo bối cá tính phong phú không câu nệ tiểu tiết trạch nói em thích suy nghĩ lung tung chứng minh năng lực bảo bối phong phú có sức sáng tạo đầu óc linh mẫn trạch ghét bỏ em tôi không có yêu em không kịp như thế nào lại ghét bỏ trạch thích động tay động chân với em đó là biểu hiện tôi yêu em trạch không xem địa điểm thời gian liền động tay đông chân với em, vậy là do bảo bối mị lực quá lớn, khiến tôi nhịn không được, trạch miệng lưỡi trơn tru. Tôi chỉ như vậy với bảo bối, trạch rất bá đạo, tôi chỉ bá đạo với em, hai người một hỏi một đáp ăn ý mười phần phối hợp vô cùng tốt, phúc. Hàng hân nghiêng cuối cùng nhịn không được bật cười, mộ vũ trạch ôm ôm hàng hân nghiêng, hết giận rồi, hừ. Còn phải xem biểu hiện của trạch, biểu hiện tốt em liền tha thứ cho trạch được rồi kia vi phu muốn hảo hảo hầu hạ nương tử làm cho thể xác lẫn tinh thần của nương tử đại nhân thật thoải mái nha đẳng đẳng chờ một chút mộ vũ trạch chờ một chút nương tử đừng khẩn trương hầu hạ nương tử thoải mái là chức trách của vi phu ân Ngạch, ân a à. mộ mộ ân trạch đẳng đẳng a à. tác giả có lời muốn nói Nghỉ nghĩ. Vẫn là tính toán gia chút nội dung, giải quyết chuyện bạch nhã tỉnh, nên tính kết thúc. Chương 49, Cố Lạc Vân, Bảo Bối, chuẩn bị xong chưa? Mộ vũ trạch dựa vào chiếc xe thể thao trắng xa hoa lớn tiếng gọi, đợi lát nữa, xong ngay, xong ngay, trong phòng âm thanh hàng hân nghiêng ôm nhu mang theo chút ngượng ngùng truyền đến, mộ vũ trạch bất đắc dĩ cười, một tiếng rồi. Bảo bối còn chưa có đi ra, quần áo mình đưa cho bảo bối khó mặc như vậy sao, trong phòng tắm hàng hân nghi nhìn mình trong gương trừng mắt. Thật sự phải mặc như vậy tham dự yến hội sao? Nga, Thiên A, à, nàng có thể nói không đi sao, trong gương, ngực hàng hân nghiên lộ ra một phần da thịt, đai lưng xinh đẹp vòng quanh eo nhỏ, làng váy rộng rất thoải mái, nhẹ nhàng đi vài bước có thể kéo làng váy phiêu giật. Hai chân trắng muốt không có chướng ngại bại lộ trong không khí, hàng hân nghiêng vuốt ve phần cổ trống rỗng nàng thật sự thấy phần trước ngực quá thấp nhẹ nhàng xoay người là có thể lộ ra ai trạch như thế nào lại lấy quần áo loại này đưa nàng a à? nàng nhìn nhìn quần áo ai vẫn thấp mộ vũ trạch nhìn đồng hồ như thế nào còn chưa đi ra bảo bối em xong chưa em em xong ngay đây trạch đợi một chút mộ vũ trạch to mày bảo bối làm sao vậy mặc quần áo lâu như vậy có phải hay không bảo bối không thích quần áo kia nhưng sẽ không a à. đó là do nhà thiết kế nổi tiếng nhất thiết kế nó dựa trên thân hình của bảo bối nghĩ nghĩ mộ vũ trạch lại hô bảo bối có phải không mặc được không tôi vào giúp em nói xong mộ vũ trạch hướng cửa phòng đi bảo bối tôi đến giúp em hàng hân nghiên vừa nghe kinh hoảng nói đừng không không cần em tốt lắm em liền đi ra chạch đừng vào, ách, ách. Được rồi. Mau đi ra đi, bằng không sẽ trễ, ra ngay, ra ngay, vừa dứt lời, hàng hân nghiên cúi đầu chậm rãi đi ra, thực rõ ràng, nghe thấy âm thanh mộ vũ trạch thở mạnh, hàng hân nghiên đỏ mặt, cúi đầu miếm môi, trạch, em, mộ vũ trạch cảm giác được hô hấp đang dần nhanh hơn, trong cơ thể bắt đầu có một cổ xúc động nổi dậy. Nàng hàng giọng nói, bảo bối, em là đang câu dẫn tôi sao, hàng hân nghiên vừa nghe, mặt nháy mắt bạo hồng, trạch nói gì vậy? Không đứng đắn, mộ vũ trạch đi đến, cắt cao ôm hàng hân nghiêng, bảo bối. Tôi muốn, hàng hân nghiêng đỏ bừng nghiêm mặt, để đẩy người mộ vũ trạch, trạch ban ngày ban mặt phát bệnh gì đó, bảo bối, trạch, em. Lời của nàng còn chưa nói xong. Mộ vũ trạch bỗng nhiên quay người lại, lôi kéo nàng chạy vào phòng, nha. Trạch làm gì vậy, chúng ta thay bộ khác, mặt như vậy rõ ràng rất gợi cảm, nếu như bị người có sắc tâm mơ ước thì làm sao không được tuyệt đối không được bộ dáng xinh đẹp của bảo bối chỉ có mình mới được nhìn nha hàn hân nghiên kinh ngạc nhìn mộ vũ trạch đi chúng ta đi thay trang phục bộ dạng này chỉ có ta mới có thể nhìn người khác nghĩ cũng đừng nghĩ hàn hân nghiên vừa nghe độ ấm trên mặt lần nữa lên cao tốt lắm trạch kiến hội sẽ nhanh bắt đầu không phải sao nếu không sẽ đến muộn vậy thì muộn đi tôi không ngại, nhưng đó là yếm hội của Lâm Tổng, mặc kệ hắn, nàng kiên định lôi kéo hàng hân nghiêng thẳng tắp xông vào trong phòng. Nhà! Trạch, trầm một tiếng, cửa phòng đóng lại, bên trong loáng thoáng truyền đến âm thanh hàng hân nghiêng thẹn quá thành giận, trạch đang làm gì đó? Không phải nói thay quần áo sao, đúng vậy, tôi giúp em thay, thay thì thay, vậy trạch cởi quần áo em làm gì, bảo bối, không cởi quần áo thì thay như thế nào, vậy trạch tránh ra, em tự cởi, không được giúp nương tử thay quần áo là chức trách của trượng phu a à, mộ vũ trạch thay thì thay đừng động tay động chân ân trạch ngô ngô yến hội yến hội ngạch bảo bối chúng ta trước hưởng thụ chuyện khác nói sau hơn nữa tôi không vội ngạch nha trạch ân ân a à. mà bên này yến hội đã bắt đầu lâm thiên nhìn trong sảnh không có thân ảnh mộ vũ trạch trong mắt chợt lóe một tia âm ngoan. Mộ vũ trạch có phải nhận thấy được cái gì hay không? Bằng không nàng như thế nào còn chưa tới. Tóm lại mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải vì con trai báo thù, nhớ tới con trai mình tâm lâm thiên liền đau. Đây chính là huyết mạch duy nhất của lâm gia A. Muốn hắn sống như thế nào, tạ tội với tổ tông như thế nào, hương khói lâm gia, bỗng nhiên, trong sảnh truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt tất cả mọi người quay chung quanh khen tặng một đôi bích nhân cố tổng tuổi còn trẻ mà tài giỏi như vậy bạn gái cũng xinh đẹp thật sự là cho người người hâm mộ a à, đúng vậy đúng vậy cố tổng nếu không phải có bạn gái tôi liền muốn đem con gái gả cho hắn cố tổng đẹp trai giàu có ôm nhu ai gả cho cố tổng thật sự là phúc khí của nàng a à, một tiếng khen tặng cố lạc vân rất là hưởng thụ nghe lại nhìn bạn gái bên cạnh Cao mày nhã tĩnh em đang nhìn cái gì vậy bạch nhã tĩnh cả kinh lay lay cánh tay cố lạc vân ôm nhu cười nói không có a à, không có gì đâu bất quá vân anh thật sự rất tuyệt nhiều người như vậy đều nịnh bợ không biết nơi này có bao nhiêu nữ nhân âm thầm nhìn chăm chú vào anh em ghen tị nghe bạch nhã tĩnh lời nói cố lạc vân cười nói ha ha đó là đương nhiên lấy địa vị của anh ai không nghĩ nịnh bợ bất quá tuy rằng nơi này nữ nhân không ít nhưng thật sự có nhiều người không có ý nịnh bợ anh nói xong cố lạc vân lại nhìn nhìn bốn phía bạch nhã tỉnh kéo cố lạc vân đang bỏ bê mình nàng vẫn biết tâm cố lạc vân sẽ không luôn luôn ở trên người mình lúc trước dùng mọi cách sủng nịt mình cũng chỉ bất quá là nghĩ muốn được mình mà thôi chân chính yêu mình chỉ có trạch nhưng hiện tại bạch nhã tỉnh cũng nhìn nhìn bốn phía không thấy mộ vũ trạch hơi hơi có chút thất vọng trạch nếu thời gian quay lại em tuyệt đối sẽ không phản bội người. Tuyệt đối không, người này so ra kém một nửa trạch. Lại nhìn Cố Lạc Vân cảm giác đối với trạch ngày càng cường liệt, trạch, chính là một thứ hoàng mỹ đang tồn tại. Chương 50, Quách Kỳ bị đánh, mộ vũ trạch tới, không khí yến hội hài hòa, ước chừng 10 phút sau, Quách Kỳ cũng tới, thoáng chốc, yến hội có chút yên tĩnh, ánh mắt toàn bộ đều tập trung trên người Quách Kỳ, xem xem chính là nàng, đúng vậy, nàng chính là tổng tài của quách thị chính là tổng tài của quách thị sắp phá sản tổng tài công ty sắp phá sản như thế nào được mời tới đây không rõ phỏng chừng là thấy nàng đáng thương đi lớn lên khá xinh đẹp nói không chừng là nịnh bợ lâm tổng nên mới có thể đến nơi này tiếng xì xào xung quanh cứ lớn dần quách kỳ cắn môi cố gắng không để ý đến chung quanh quách kỳ mày phải kiên cường không thể để người xung quanh làm mày yếu lòng Cố Lạc Vân nhìn Quách Kỳ bằng ánh mắt nóng rực một cách đáng sợ. Cực phẩm. Mỹ nhân, ha ha, hắn chấm rồi đó, Bạch Nhã tỉnh bên cạnh cũng thấy Cố Lạc Vân nhìn Quách Kỳ, cảm thấy không thoải mái. Quách Kỳ đi đến trước mặt Lâm Thiên, lộ ra một nụ cười hoàng mỹ, lâm tổng, Lâm Thiên nhìn nhìn Quách Kỳ âm thầm tán thưởng, không quan tâm hơn thua, trấn định kiên cường. Không hổ là tổng tài Quách Thị, bất quá. Nếu không vì Quách Thị còn chưa chính thức phá sản mình cũng không có một chút hứng thú đối với quách tổng quách thị hắn muốn lâm thiên mỉm cười quách tổng quách kỳ thản nhiên nói lâm tổng đừng gọi như vậy gọi tôi quách kỳ đi danh hiệu quách tổng này hiện tại không phải rồi lâm thiên sửng sốt sáng tỏ nói nếu như vậy quách kỳ tôi có một giao dịch không biết giao dịch đúng vậy giao dịch tôi biết cô cũng không hy vọng quách thị cứ như vậy đóng cửa cũng không cam tâm vừa lúc tôi có một hạng mục Tuy không thể nói nó có thể khiến quách thị lớn mạnh như trước, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đóng cửa. Cô xem, quách kỳ cau mày, lạnh lùng cười, nga. Vậy điều kiện là, Lâm Thiên cười nói, ha ha, cùng người thông minh nói chuyện thật là thoải mái. Điều kiện của tôi chính là, quách thị sẽ là của tôi, nhưng quách thị vẫn là quách thị. Bất quá nó sẽ sát nhập vào công ty của tôi, không được. Không có khả năng. Quách kỳ vừa nghe, không chút do dự từ chối, cô là muốn nhìn công ty của cô đóng cửa như vậy sao? Lâm Thiên cười lạnh nói, điều kiện của ông tôi tuyệt đối không sẽ đồng ý, Quách Kỳ nhìn hắn, trong mắt có tia quyết tâm, cô Lâm Thiên trừng mắt nhìn Quách Kỳ, cô không sợ công ty của cô đóng cửa. Sợ, đóng cửa thì đóng cửa. Nhưng tôi tuyệt không cho phép có người thừa dịp quách thị sắp đóng cửa lại muốn đánh chủ ý lên quách thị, cái loại giả tâm này nghĩ cũng đừng nghĩ. Ông nắm chắc sợi dây, Tôi cũng có điểm mấu chốt của tôi, Lâm tổng ông nói đi. Quách Kỳ nhìn hắn ngữ khí lạnh lùng, so với bị lợi dụng không bằng đóng cửa, hơn nữa công ty của nàng, nàng sẽ nghĩ biện pháp. Quách thị dù sao cũng chưa phá sản, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ khiến Quách thị sống lại, cô. Cô đừng không biết chừng mực, Lâm Thiên giận chó đánh mèo, Cố Lạc Vân vừa thấy, chủ động đi đến bên người Quách Kỳ nói, tôi có thể giúp em. Quách Kỳ thản nhiên nhìn Cố Lạc Vân, anh Cố Lạc Vân ôm nhu nói, đúng vậy, giúp những cô gái xinh đẹp là tâm nguyện của tôi. Huống chi là em xinh đẹp như tiên nữ dáng trần vậy, Cố Lạc Vân miệng thật ngọt, thật là loại nữ hài tử yêu thích, hơn nữa diện mạo cũng không tệ, nếu là bình thường, nữ sinh đã sớm ngượng ngùng nhìn Cố Lạc Vân. Bất quá, hôm nay hắn đụng phải là quách kỳ, Bạch Nhã tỉnh cao mày nhìn Cố Lạc Vân gắt gao cầm lấy tay hắn. Bảo đảm duy nhất của nàng hiện tại chính là hắn. Nếu hắn không có ý tứ với nàng, vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Quách kỳ thực chán ghét người trước mắt chỉ vì ánh mắt và ngữ khí của hắn làm mình cảm thấy ghê tởm. Không cần, tôi sẽ tự có biện pháp. Cố Lạc Vân thấy mỹ nữ không có chút dao động, cảm thấy có chút bất mãn. Làm sao vậy? Em kinh thường tôi. Không tin tôi có năng lực này. Cố Lạc Vân cao mày nhìn Quách Kỳ. Quách Kỳ lạnh lùng với hắn, hắn rất là bất mãn, nếu bình thường, nữ nhân không phải suy nghĩ nịnh bợ để mình chú ý sao? Nhớ ngày đó, Bạch Nhã Tĩnh cũng như vậy bị mình câu như vậy. Hắn tự nhận là mình có mị lực không nhỏ, không phải kinh thường anh, cũng không phải không tin anh không có năng lực. Quách kỳ hạ mắt thản nhiên nói, vậy vì cái gì? Bởi vì, tôi đối với anh cảm thấy ghê tởm. quách kỳ lạnh lùng nhìn cố lạc vân. Trong mắt không che giấu sự chán ghét, nhìn Bạch Nhã Tĩnh bên cạnh chỉ thấy trong mắt của nàng có một tia kinh ngạc cùng vui sướng hừ loại người ghê tởm này tôi còn kinh thường cùng cô tranh cô cô nói cái gì cố lạc vân quả thực không tin vào lỗ tai mình nhất thời sắc mặt đỏ hồng nữ nhân này cư nhiên tại trước mặt nhiều người nói mình như vậy nhìn ánh mắt cười nhạo chung quanh cố lạc vân chỉ cảm thấy lửa giận cháy bừng bừng tiện nhân không biết thân phận tổng tài của một công ty sắp phá sản có tư cách gì ở trong này cũng không nhìn lại mình cố lạc vân tức giận nói chung quanh bỗng nhiên im lặng nguyên lai like bình thường thoạt nhìn cố tổng khiêm tốn lịch sự thực tế là người như vậy bạch nhã tỉnh cũng là há lớn miệng kinh ngạc nàng ở cùng hắn lâu như vậy bình thường đều là khiêm tốn bình tĩnh nói chuyện khi nào thì như vậy quách kỳ chọc giận cố lạc vân liền đi nàng không có hứng thú cùng hắn cãi nhau hiện tại nàng cùng hắn nói thêm một câu sẽ khiến mình càng ghê tởm vì cô đứng lại đó cho tôi cố lạc vân vừa thấy nàng muốn đi phẫn nộ nắm lấy cánh tay quách kỳ a à, Quách kỳ ăn đau hô một tiếng, buông tay, cố lạc vân tà ác nhếch nhếch khóe miệng, nhìn cô xinh đẹp, chỉ cần cô theo tôi một đêm, tôi sẽ tha cho cô. Thế nào, cố lạc vân cũng nghe thấy chung quanh tiếng thở mạnh. Nhưng hiện tại hắn không thèm để ý, hắn hiện tại trong mắt tất cả đều là quách kỳ, thật sự rất đẹp, hắn muốn nàng, chỉ cần nghĩ nàng dưới thân mình trên rỉ, cả người như bốc hỏa. Điên cuồng muốn nàng, buông tay, nguyên lai like cố tổng làm người ta ghê tởm như vậy cô dù cố lạc vân có dục vọng với nàng bị ghê tởm chán ghét như vậy rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được tiện nhân ở trước mặt tôi giả bộ thanh thuần cái gì ai biết sau lưng cô phóng đã như thế nào cố lạc vân càng ngày càng quá đáng rất nhiều người trong sảnh đều thở dài lắc đầu quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài cố tổng thỉnh tự trọng còn có đề nghị anh tôn trọng tôi quách kỳ lạnh lùng nói Hừ tôi xem trọng cô là phúc khí của cô, cô không biết thân biết phận như vậy, cũng khó trách quách thị phá sản. Phỏng chừng cha cô cùng ông cô chết cũng không nhắm mắt đi, ha ha, muốn tôi cho người đào mộ cha cô lên nhân tiện đào dùng ông cô một cái hố hay không? Cho cô biết như thế nào là chết không nhắm mắt. Ha 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 ha, quách kỳ như thế nào có thể bình tĩnh được nữa khi nghe hắn nói như vậy? Ba một tiếng, quách kỳ tắt cố lạc vân một cái, Cố tổng nếu để tôi nghe thấy anh đối người nhà tôi nói năng lỗ mãn một lần nữa, vậy đừng trách tôi không khách khí. Quách Kỳ tức giận nói, cô muốn chết? Cố Lạc Vân đánh trả một cái tác trên mặt Quách Kỳ. Quách Kỳ bị đánh nhất thời cảm thấy choáng váng, cho cô mặt mũi liền không biết xấu hổ. Cố Lạc Vân tiến tới chỗ Quách Kỳ, xem ra là không muốn bỏ qua. Lúc Cố Lạc Vân muốn tiếp tục ra tay, cửa đại sảnh đột nhiên mở ra, âm thanh lạnh lùng truyền đến. Xem ra nơi này rất náo nhiệt a. À. Tác giả có lời muốn nói. Yến hội không sai biệt lắm sẽ mau kết thúc. Chương 51: Hậu quả của việc dám mơ ước nữ nhân của ta, Mộ Vũ Trạch. Nàng chính là Mộ Vũ Trạch, Thiên A, à, thật là nàng, Mộ Vương U Minh Điện, nàng cũng đến đây. Thiên, tôi không phải nằm mơ a, à, nàng đẹp quá, tôi từ trước đến giờ chưa thấy qua người hoàng mỹ như vậy, bên cạnh nàng là ai, giả ngốc sao? Nàng chính là Vương hậu, phu nhân tổng tài Mộ thị, duy nhất tuyệt sủng. A à, là nàng tôi biết tôi có thấy trên mạng bạch nhã tỉnh giỏi theo mộ vũ trạch vừa tới tầm mắt liền hoàn toàn không thể di động khỏi người vừa tới nhìn hàng hân nghiêng hạnh phúc kéo tay mộ vũ trạch bạch nhã tỉnh trong lòng một trận hối hận nếu nếu vậy hôm nay đứng bên cạnh ở mộ vũ trạch kéo tay nàng người hạnh phúc nhận sủng ái của nàng chính là mình là mình là chính mình bạch nhã tỉnh nàng thật hối hận lâm thiên thấy mộ vũ trạch trong mắt rất nhanh chợt lóe một tia ngoan tuyệt, lập tức mặt mang nụ cười tiến lên nên đón. Mộ tổng nghe danh đã lâu, mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiêng, thản nhiên hoàn toàn không nhìn lâm thiên, lững thững đi đến trước mặt cố lạc vân, nhìn bạch nhã tỉnh, lại nhìn quách kỳ trên gương mặt có dấu năm ngón tay rõ ràng. Nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không nói gì. Nàng cũng không có hứng thú quản, bảo bối, mệt mỏi sao. Đến, tôi dẫn em đi tới chỗ ngồi, dứt lời, Ông Hàng Hân Nghiên đi qua Cố Lạc Vân, Cố Lạc Vân nhìn Hàng Hân Nghiên, tim đập bang bang phanh, mỹ nữ mỹ nữ. Lại là một mỹ nữ cực phẩm, dáng người này, Cố Lạc Vân đột nhiên đi lên, ở trước mặt ngăn mộ vũ trạch, cười sáng lạng với Hàng Hân Nghiên. Vị tiểu thư này, không biết tôi là có vinh hạnh mời em cùng nhảy một bài không, Hàng Hân Nghiên cao mày, nhìn Cố Lạc Vân, thản nhiên hừ một tiếng, mộ vũ trạch nguy hiểm hiếp mắt, liếc mắt nhìn Cố Lạc Vân, tránh ra, Cố Lạc Vân khóe miệng thoáng giật, bỏ qua lời nói của mộ vũ trạch, chỉ chăm chú nhìn hàng hân nghiêng, hắn mặc kệ mộ vũ trạch là ai, tóm lại, hắn coi trọng này nữ nhân. Vị tiểu thư này, Cố Lạc Vân còn muốn nói, chỉ thấy hàng hân nghiêng cau mày, lạnh lùng cười nói, xin lỗi, anh không phát hiện bên người tôi đã có một bạn nhảy với so anh cường hơn gấp trăm lần sau, mặt Cố Lạc Vân nhất thời khó coi muốn chết. Một ngày hôm nay, kinh ngạc hai lần liên tục, Điều này làm cho hắn như thế nào cam tâm, giờ phút này Cố Lạc Vân cũng không biết đầu chỗ nào bị đá. Bỗng nhiên liền túng lấy tay hàng hân nghiêng, tiểu thư. Tôi thật sự muốn mời, Cố Lạc Vân còn chưa nói xong, đột nhiên, phịch một tiếng, liền thấy Cố Lạc Vân bị mộ vũ trạch hung hăng đá một cái, cả người nhất thời lui về sau bảy tám bước, ngã xuống đất ho khan không thôi, cô, cô, khụ khụ khụ, cô, mộ vũ trạch cau mày, ghét bỏ nhìn giày mình, lê hiên, đổi giày. Bẩn, Lê Hiên đi phía sau mộ vũ trạch mặt không chút thay đổi, nghe thấy mộ vũ trạch nói, hạ lệnh không đến một phút đồng hồ, thuộc hạ hai tay giơ một đôi giày ra đến trước mặt mộ vũ trạch, lão đại, giày đây, ân. Đổi, Lê Hiên chỉ vào một người thủ hạ, bảo hắn đi giúp mộ vũ trạch đổi giày, cô, cô, cố lạc vân sắc mặt khó coi giống như đang ăn rùi bọ. Mộ vũ trạch đổi giày mới, chậm rãi đi đến trước mặt cố lạc vân nhìn xuống, Lãnh khí vương giả cường đại nháy mắt bùng nổ, đây chỉ là một chút giáo húng cho cậu biết cái gì nên đụng, cái gì không nên đụng. Hậu quả của việc dám ước mơ nữ nhân của ta, cậu không chịu được đâu, t Trong đại sảnh mọi người hấp một ngụm khí lạnh. Khí phách, cường thế. Đây là một vương giả. Tất cả mọi người thật cẩn thận nhìn mộ vũ trạch, sợ không cẩn thận đắc tội vị hoàng đế này, cô, cô, cụ, cụ. Dám đá tôi cô có tin tôi một ngón tay cũng có thể bóp chết cô không? Cố Lạc Vân giọng giặc nói, Lê Hiên cùng bắt huyền hạo phía sau mộ vũ trạch giống như là bỗng nhiên nghe thấy chuyện cười, đột nhiên cười ha hả, ha, ha 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 ha. Buồn cười, rất buồn cười. Ha ha ha, lão đại không nên trách tôi, tôi chưa từng nghe cái gì buồn cười như vậy. Mộ vũ trạch hiếp mắt, khụ khụ cụ, Tiểu tử, giọng giặc A, à, bắt huyền hạo tà ác nhìn cố lạc vân, bóp chết lão đại cậu cố lạc vân hừ biết còn không nhanh cùng đại gia giải thích cố lạc vân giọng căm hận nói giải thích bắc huyền hạo buồn cười nói nhìn nhìn cố lạc vân đột nhiên một cước dẫm trên người cố lạc vân hung hăng dùng lực chỉ bằng mày lấy trứng chọi đá thật là buồn cười a a a mày mau bỏ chân mày ra cố lạc vân kêu lên lâm thiên cao mày trầm giọng nói mộ tổng thủ hạ lưu tình mộ vũ trạch giống như không nghe thấy chỉ là nhìn động tác bắt huyền hạo không nói, mộ tổng, thấy mộ vũ trạch tự hồ không quan tâm mình, trong lòng lâm thiên ngày càng hận mộ vũ trạch, dùng ánh mắt ra hiệu với một người phục vụ, người kia gật gật đầu, cầm lấy hai ly rượu trên bàn đi tới. Lâm thiên cầm hai ly rượu hướng mộ vũ trạch nói, mộ tổng, nghe danh mộ tổng đã lâu, thật là nhìn không ra, tuổi còn trẻ, nhưng có năng lực như vậy. Thật sự là hậu sinh khả úy a à. Mộ tổng, tôi kính cô một ly, Dứt lời, Lâm Thiên cầm lấy một ly uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy một ly khác dơ tới trước mặt mộ vũ trạch, mộ tổng, mời, mộ vũ trạch thản nhiên nhìn rồi cầm lấy. Lâm tổng thật sự là khách khí, nhìn mộ vũ trạch dơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Lâm Thiên hiếp mắt, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhưng chuyện làm người ta không nghĩ đến là mộ vũ trạch dơ chén rượu lên, hướng Lâm Thiên nói, bất quá. Lâm tổng ly rượu này, Tôi thật sự là nhận không nổi, Lâm Thiên xanh mặt, cả giận nói, Mộ tổng làm cái gì vậy? Kỳ thực, Lâm Thiên trong lòng khẩn trương bồn chồn. Hay là nàng phát hiện cái gì rồi, làm cái gì? Mộ Vũ trạch lạnh lùng cười, "Lâm tổng ly rượu này tự hồ có quá nhiều gia vị, thật sự là xin lỗi, tôi thích loại 100% tinh khiết, loại bỏ thêm gia vị vào rượu này sẽ chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm, cô, cô." Lâm Thiên bị Mộ Vũ trạch kích thích nói không ra lời nàng thật sự phát hiện ly rượu có thuốc mê. Nếu Lâm Tổng thích rượu có gia vị như vậy. Đợi lát nữa tôi sẽ bồi Lâm Tổng uống đủ. Lê Hiên, mộ vũ trạch mỉm cười nói, vân lão đại, Lê Hiên tiến lên, hai ba thuộc hạ đã bắt lấy Lâm Thiên, hắn không nhúc nhích được, cố lạc vân nhìn mộ vũ trạch nhẹ nhàng vây khốn Lâm Thiên như vậy, cảm thấy rất căng thẳng, nhưng lập tức nghĩ mình là tổng tài của một công ty nổi tiếng ở Mỹ, mình hà tất gì phải sợ lại nhìn hàng hân nghiêng cố lạc vân thật sự cảm giác tâm bay lên bỗng nhiên cố lạc vân một phen kéo quách kỳ hướng mộ vũ trạch nói mộ vũ trạch phải không chúng ta làm giao dịch đi hàng hân nghiêng nhìn tay quách kỳ bị hạn chế có chút lo lắng nói trạch quách tổng nàng mộ vũ trạch nhìn biểu tình hàng hân nghiên đã biết cô nàng này mềm lòng thở dài bảo bối yêu cầu mình cũng không có biện pháp cự tuyệt a à. bảo bối muốn tôi làm sao có thể giúp quách tổng hay không? Dù sao, dù sao. Hằng Hân Nghiên cắn môi nói, "Được." Chỉ cần là em yêu cầu tôi sẽ không cự tuyệt." Mộ Vũ Trạch nhìn Cố Lạc Vân, hơi hơi cười, "Giao dịch cái gì?" Cố Lạc Vân thấy Mộ Vũ Trạch có xu thế đáp ứng, liền cảm thấy vui vẻ, "Tôi đem nữ nhân này cùng người trong tay cho cô, cô đem nữ nhân bên người cô cho tôi. Thuận tiện, tôi còn sẽ cho cô 40% cổ phần công ty tôi, cô thấy thế nào?" mộ vũ trạch thản nhiên không có phản ứng, thẳng đến sau khi nghe được phần sau, mộ vũ trạch bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nữa cười thật sáng lạn Lê Hiên cùng bắt huyền hạo ở phía sau cả người rung lên, người khác có lẽ không biết, bất quá bọn họ rất quen thuộc, lão đại càng cười. Liền đại biểu có người sẽ bị chỉnh cho chết. Húng chi, tên ngu ngốc này đụng phải giới hạn của lão đại, tác giả có lời muốn nói, thuận theo yêu cầu, canh hai, canh hai, có điểm chậm. Chương 52, Cố Lạc Vân bán chết, người của anh. Mộ Vũ Trạch buồn cười nhìn Cố Lạc Vân, tôi, tôi đem bạch nhã tỉnh cho cô, còn có 40% cổ phần công ty, còn có nữ nhân trong tay tôi đổi một nữ nhân bên người cô. Giao dịch này, chỉ có lời không có lỗ, Cố Lạc Vân cười nói, ai không muốn quyền lợi, tiền tài. 40% cổ phần công ty còn có hai nữ nhân tuyệt mỹ, điều kiện này mê người cỡ nào? Ai sẽ nghĩ không đồng ý, Nga? Mộ vũ trạch cao mày, nhìn như do dự nói, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Lạc Vân, đầu tiên là nhìn Cố Lạc Vân vài giây. Đột nhiên mạnh mẽ ra tay, Cố Lạc Vân dính một quyền của mộ vũ trạch quỳ rạp trên mặt đất, mặt đỏ không chịu nổi, trong lỗ mũi còn có chất lỏng đỏ tươi chảy ra, cô, cô. Cố Lạc Vân tức giận nhìn mộ vũ trạch. Mộ vũ trạch không thèm để ý người run run nắm góc áo mình, thản nhiên hừ một tiếng, âm trầm nhìn Cố Lạc Vân, Nở nụ cười làm người ta sợ hãi, dựa vào cái gì? Nữ nhân của tôi cũng dám mơ tưởng. 40%. Ha ha, buồn cười. Húng Chi, anh xác định đây là nữ nhân của anh? Mộ Vũ Trạch cười tà nhìn Bạch Nhã Tỉnh, em nói phải không? Tỉnh Nhi. Một tiếng Tỉnh Nhi, triệt để khiến nước mắt Bạch Nhã Tỉnh đóng băng. Trạch, em em không phải, em. Bạch Nhã Tỉnh rưng rưng nhìn Mộ Vũ Trạch thân thủ tự hồ là muốn bắt ống tay áo mộ vũ trạch, mộ vũ trạch làm như không phát hiện, lập tức hướng quách kỳ đi, quách tổng, quách kỳ hạ mắt, cũng không nhìn mộ vũ trạch, chỉ là mắt nhắm lại, mộ vũ trạch trong lòng khe khẽ thở dài, quách tổng, không có việc gì. Có tôi ở đây, quách kỳ mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhìn mộ vũ trạch, mộ vũ trạch chỉ là thản nhiên cười, lại không biết nói gì. Quách Kỳ đã sớm bị nụ cười này mê hoặc như từ trước tới nay chưa từng tỉnh, Lê Hiên, bắt hắn đánh hắn tàn phế cho tôi nhìn cố lạc vân nàng giống đế vương dễ dàng quyết định sinh tử của người khác vâng mấy người muốn làm gì có biết tôi là ai không nói cho mấy người biết tôi lão tử chẳng thèm quản cưng là ai ai con mẹ nó chọc lão đại lão tử chính là muốn chết lê hiên ngoắc ngoắc khóe miệng tay phải vòng ra sau lưng lấy ra thiết côn cầm thiết côn lê hiên bất mãn nói rất nhẹ đánh đều có điểm khó chịu mày vừa dứt lời, cố lạc vân đau hô to ra tiếng phanh phanh thiết cung đánh trên người cố lạc vân cái trắng lâm thiên mồ hôi lạnh ứa ra hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh xương cốt cố lạc vân vỡ vụn lão đại hắn đã bất tỉnh lê hiên kinh bỉ nhìn cố lạc vân nói bất tỉnh mộ vũ trạch cao mày tàn không nhanh thôi xương cốt hắn ngoài ý muốn có chút cứng rắn đánh tôi mệt mỏi quá a à, mới nát vài cái vậy làm cho hắn tỉnh lại Tiếp tục đánh mặt mộ vũ trạch không chút thay đổi nói, Lê Hiên cho bác huyền hạo một ánh mắt bất đắc dĩ, bác huyền hạo nhúng nhúng vai, lệnh cho cấp dưới canh giữ lâm thiên, còn hắn đi lấy một xô nước lớn. Không chút lưu tình tạc thẳng vào mặt Cố Lạc Vân, tê. Không chỉ có bản thân Cố Lạc Vân, ngay cả những người chung quanh đều rùng mình một cái, Cố Lạc Vân bị tạc nước, miễn cưỡng tỉnh lại, đau đớn trên người nói cho hắn biết cánh tay sợ là phế rồi, mày. Cố Lạc Vân suy yếu phun ra một chữ, kế tiếp là thiết cung hầu hạ, nửa giờ sau, Lê Hiên ném thiết côn. Bất mãn xoa xoa cánh tay, ai. Thiệt là mỏi a, à, Cố Lạc Vân nằm dưới đất giờ phút này đã muốn mất nửa cái mạng. Chương 53, Bảo Bối nổi giận xử lý Lâm Thiên, Bạch Nhã Tỉnh phức tạp nhìn Cố Lạc Vân, nàng hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn mộ Vũ Trạch, có chút muốn cầu xin vì Cố Lạc Vân, tự hồ là biết ý Bạch Nhã Tỉnh mộ vũ trạch lạnh lùng cười như thế nào bạch tiểu thư muốn vì bạn trai mình cầu xin bạch nhã tỉnh vừa nghe hoảng không phải không phải em em mộ vũ trạch đánh gãy lời bạch nhã tỉnh nói tốt lắm tôi hiện tại không muốn nghe bạch tiểu thư nói bất cứ cái gì nếu bạch tiểu thư muốn vì hắn mà cầu xin tôi đây xem như quá khứ bạch tiểu thư đối với tôi làm chuyện tốt kia mà nương tay tôi cho hắn một con ngựa dứt lời gọi bắt huyền hạo hạo cậu đem bọn họ đuổi về Mỹ, nhớ kỹ, mắt thấy Bạch Tiểu Thư tới nhà mới được trở về. Đã biết chưa, bắt huyền hạo sờ sờ lỗ tai, lão đại. Cũng không thể để cho người khác đi được sao như thế nào lại là tôi a à, cậu là muốn lựa chọn đi Tây Tạng hay là đi Mỹ. Kêu người khác. Người trước đi một năm, người sau. Xem ra cậu ta có bạn rồi. Mộ Vũ Trạch nói, cũng là khiến Bắc Huyền Hạo cảm giác thật, fail, không có biện pháp, Ai bảo nàng là lão đại? Vâng tôi đã biết. Bắc Huyền Hạo vô lực đáp, "Trạch em không có ý kia." Bạch Nhã Tỉnh vừa nghe lời Mộ Vũ Trạch nói, nhào thẳng về phía Mộ Vũ Trạch, Mộ Vũ Trạch xoay người, nhất thời không có phản ứng đã bị Bạch Nhã Tỉnh ào vào người, lão đảo vài bước mắt thấy sắp ngã sắp xuống, theo bản năng Mộ Vũ Trạch đem người trong lòng ôm chặt, mình làm đệm thịt. "Ân!" Mộ Vũ Trạch thét lớn một tiếng, "Trạch!" Bạch Nhã Tỉnh giật mình nhìn Mộ Vũ Trạch dưới thân trong lòng nhất thời khó có thể nói nên lời, trạch, hàng hân nghiêng đem người trong lòng mộ vũ trạch kéo ra, nâng nàng dậy, sao rồi? Đau nơi nào? Hàng hân nghiêng lo lắng hỏi. Không, tôi không sao, mộ vũ trạch an ủi cười, bạch nhã tỉnh cũng muốn nâng mộ vũ trạch lên. Lại bị hàng hân Nghiên lạnh lùng nhìn, tôi, tôi cái gì? Cô tránh xa trạch một chút. Hàng hân nghiêng bùng nổ nói, tôi tôi không phải cố ý, Bạch Nhã tỉnh nghĩ đến hàng hân nghiên là vì chuyện vừa rồi, cúi đầu thấp giọng nói, chỉ cần trạch đụng tới cô sẽ không phải là chuyện tốt, mỗi lần đều sẽ bởi vì cô mà chịu tổn thương, cô cách xa nàng ra cho tôi, hàng hân nghiên lãnh ngữ nói, trong nháy mắt trên người có loại cường hãn khí thế, mộ vũ trạch mở to mắt nhìn hàng hân nghiên. Bảo bối khi nào thì cường thế như vậy, bất quá, nàng thích, hàng tiểu thư, tôi đã nói ta không phải cố ý. Làm cô dùng loại ngữ khí này nói tôi. Bạch Nhã Tĩnh cũng bắt đầu phản bác, hừ như vậy đối với cô là khinh, nếu lần sau tôi lại thấy cô dây dưa cùng trạch, tôi không phải chỉ đơn giản như vậy mà đối xử với cô, thả chó cắn cô cũng có thể hàng hân nghiêng châm chọc nói. Cô, cô. Bạch Nhã Tĩnh nhất thời nói không ra lời, cô cô cái gì? Về sau làm người cho tốt đi, không cần mơ mộng hảo huyền, mỗi ngày nghĩ đến lão công người khác, tặng cô một chữ hạ lưu hàng hân nghiêng khí thế đầy người, đây chính là quan hệ đến trạch, cho nên bình thường không có, hiện tại liền có, bình thường có, hiện tại lại càng cường hãn, bảo bối. Đây là hai chữ. Mộ vũ trạch buồn cười nhẹ giọng nói bên lỗ tai hàng hân nghiên. Hàng hân nghiên chuyển con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn mộ vũ trạch, em nói thế nào là thế ấy, hảo hảo hảo, phải phải, đừng pha trò, nhanh đem nàng giải quyết cho em bằng không, ba tháng, đêm xuân của trạch sẽ trải qua ở sofa trong phòng khách hàng hưng nghiêng nói a à, không phải chứ mộ vũ trạch vừa nghe tinh thần nhất thời bay lên ngày quốc tế vui đùa cái gì ba tháng nàng cũng không phải hòa thượng nàng muốn ăn thịt ăn thịt vì thế mộ vũ trạch lập tức phát lệnh bắt huyền hạo cho cậu ba phút lập tức đem bọn họ đi cho tôi đi khuất mắt tôi nếu không cậu liền chuẩn bị đi sa mạc Sahara 3 năm, bắt huyền hạo bị dọa sắc mặt trắng bệt, trái tim hung hăng rung lên ba cái, không, không phải chứ lão đại. Một phút đồng hồ, mộ vũ trạch trầm giọng nói, trạch, em, bạch nhã tỉnh dãy dùa, lão đại, trạch, hãy nghe em giải thích, 30 giây. Cậu chuẩn bị đi sa mạc 5 năm đi tâm thanh mộ vũ trạch càng ngày càng lạnh, 10 giây, 7 giây, 3 giây, 1 giây cuối cùng, mộ vũ trạch liền cảm giác được một trận gió thổi qua, thuận tiện truyền đến âm thanh bắc huyền hạo tức giận tận trời. Mộ vũ trạch, người trọng sắc kinh bạn, khốn kiếp, nhìn bắc huyền hạo mang theo người rời đi. Mộ vũ trạch vừa lòng cười, lấy lòng nhìn hàng hân nhiên, bảo bối. Tôi giải quyết tốt lắm, em xem, vậy, ba tháng kia, hàng hân Nghiên nhìn người kia biểu hiện chân chó nói, còn một người nữa, biểu môi, chỉ hướng lâm thiên. Nàng thấy Lâm Thiên thì thật khó chịu, phi thường khó chịu. Mộ vũ trạch vừa nghe, lập tức nghiêm mặt nói, bảo bối muốn thế nào. Vi phu tuyệt đối nghe theo, hàng hân nghiên chọn chọn mi, đi đến trước mặt lâm thiên, nghiền ngẫm nhìn biểu tình trên mặt lâm thiên biến hóa, mày, tao biết tao đấu không lại mày, nhưng con tao chết, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng mày, tao chết cũng sẽ không buông tha bọn mày, tao sẽ nguyền rủa tất cả bọn mày. Vĩnh viễn nguyền rủa bọn bay, lâm thiên hung tợn đối với mộ vũ trạch quát, Mộ vũ trạch nhíu mày, nàng đời này chán ghét nhất chính là hai chữ nguyền rủa. Lê Hiên, cắt lưỡi hắn cho tôi ồn quá, tranh một tiếng, Lê Hiên dơ lên chủy thủ, cố định miệng lâm thiên, máu phun ra, ô ô ô. Ngô ngô ngô. Lâm thiên ăn đau không thôi, bất đắc dĩ lại không nói được. Đem rượu đã thêm chút gia vị, vi lâm tổng uống, nếu thích uống như vậy, vậy thì uống cho đủ, vân lão đại, đúng rồi, nhớ rõ thêm gia vị mê dược. Mộ vũ trạch cười lạnh nói, Lê Hiên không thể không nói cũng không ai có thể bằng lão đại nhà mình, phúc hắc không chịu được mê dược, loại xuân dược mạnh nhất thế giới, cho một lão già uống xuân dược. Khụ khụ khụ. Thuộc hạ nâng rượu lại, Lê Hiên đẩy ngã lâm thiên, đè đầu lâm thiên, hắn dãy dụa không ngừng vì thiếu dưỡng khí, khụ khụ khụ. Phúc. Khụ khụ, đợi cho mộ vũ trạch hạ lệnh đem lâm thiên đứng lên, cả người lâm thiên đều là rượu, mặt đỏ lên ánh mắt mê mang. Nguyên bản bởi vì tuổi lớn, lão nhị đã mất khả năng nhưng giờ phút này đũng quần cũng đã cương lên dựng thành lều trại. Mộ vũ trạch chán ghét nhìn Lâm Thiên nhẹ giọng nói với hàng hân nghiên, bảo bối, đừng nhìn, nhắm mắt lại bẩn lắm. Mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiên vào trong lòng, hàng hân nghiên úp mặt vào trong ngực mộ vũ trạch, nàng không muốn thấy tình trạng Lâm Thiên. Các cô gái thấy vậy thì đỏ mặt, che mặt không dám nhìn, cắt di di cái của hắn đi, nàng lạnh giọng nói, thật là càng xem càng ghê tởm. Lê Hiên mày hung hăng một điều, người chung quanh vừa nghe, theo bản năng hấp khí, bảo vệ nửa người dưới của mình, dơ lên đao, chém một cái. Lâm Thiên đau đến ngất. Trong đại sảnh mùi rượu cùng mùi máu tươi xen lẫn cùng nhau, một mùi khó nói nên lời tản ra. Thật nhiều người không nhịn được bắt đầu nôn khang, trong lòng hàng hân nghiêng cũng là nhịn không được run rẩy. Mộ vũ trạch mân môi, Ông hàng hân nghiêng đi ra ngoài, bảo bối của nàng cần không khí sạch sẽ, Lê Hiên, nơi này giao cho anh. Nhớ kỹ, đừng đùa chết, bỏ lại những lời này, mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiêng liền đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói, lúc này thật sự yếu kết thúc. Còn có mấy chương? Chương 54, lão đại điên rồi, hàng hân nghiêng đỏ mặt, tham lam hít thở không khí bên ngoài, hô, vẫn là bên ngoài thoải mái, mộ vũ trạch lo lắng nhìn hàng hân nghiêng, không có việc gì đi bảo bối thực không thoải mái sao chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi hàng hân nghiên lắc lắc tay cười cười không cần em không sao thật sự không có việc gì sao chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi tôi không yên lòng nói xong mộ vũ trạch liền kéo hàng hân nghiên hướng bệnh viện đi nha 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 em không sao trạch đừng em thật sự không có việc gì bên ngoài không khí tốt hơn nhiều em cũng rất thoải mái hàng hân nghiên giữ chặt mộ vũ trạch vội vã nói, thật không có việc gì. Mộ vũ trạch hoài nghi nhìn hàng hân nghiên, thật sự, gật gật đầu khẳng định là thật. nung nói còn chưa nói xong, hàng hân nghiên đột nhiên nôn khang, trong lúc nhất thời đem tâm mộ vũ trạch dọa bay lên, bảo bối, em. Nôn. Nôn, tại sao có thể như vậy? Không được chúng ta đi bệnh viện, dứt lời, nàng bá đạo bế hàng hân nghiên hướng bệnh viện đi, lấy điện thoại ra, âm thanh nàng hơi hơi run rẩy, Hải đường lập tức lái xe lại đây tôi ở ít cho cô 3 phút. Nhanh lên, nha. Hải đường còn chưa có phản ứng. Mộ vũ trạch đã treo điện thoại, nghĩ đến âm thanh lão đại nôn nóng. Phỏng chừng là có việc cấp rất quan trọng. Hải đường cũng không dám trì hoãn. Cầm lấy chìa khóa xe liền hướng bãi đổ xe chạy đi, nha. Tiểu đường đường muốn đi đâu? Hoa chi băng hô, có việc cấp. Hải đường thanh âm ở xa truyền đến có chút lãnh. Tôi cũng đi. Ba phút sau, một tiếng phanh chói tai vang lớn làm người qua đường sợ hãi, lão đại, hải đường xuống xe, liền thấy lão đại đầy mặt lo lắng nhìn hàng hân nghiêng, lão đại. Hoa chi băng ngẩn người cô không nghĩ tới đây là chuyện của lão đại, lái xe đến bệnh viện lớn nhất. Mau! Mộ vũ trạch lo lắng nhìn hàng hân nghiêng, nôn nóng nói, vâng, hàng hân nghiêng cao mày. Cố nén cảm giác ghê tởm. Thật sự muốn nôn, nếu trạch không phải nữ nhân chính nàng hoài nghi có phải hay không nàng mang thai lại là một tiếng phanh chói tai vang lên lúc này người trong bệnh viện lại có một trận kinh hãi vì cái gì còn không phải cùng lần trước giống nhau đại bút tự mình đến đây hơn nửa lần này lại là thân thể vị phu nhân tổng tài không khỏe vì thế tất cả mọi người là nhanh trí uống một viên thuốc trợ tim mau kiểm tra cho bảo bối ta vì sao nàng nôn mộ vũ trạch nắm bả vai một bác sĩ nôn nóng nói Bác sĩ kia cẩn thận xoa xoa cái trán mình đầy mồ hôi lạnh cẩn thận nói, tôi, tôi muốn xem ảnh chụp CT, rồi sẽ thông báo kết quả cho ngài. Hắn cũng không quên lần trước bởi vì bác sĩ kia chỉ nhìn thương thế bên ngoài của vị phu nhân tổng tài, không có chụp CT, không có chụp ít quang, không chụp PET CT, không có thử máu. Vị bốt này dị thường bất mãn, cho nên lần này hắn học ngoan, bác sĩ kia mang hàng hân nghiêng đi vào phòng chụp ít quang, mộ vũ trạch theo sát phía sau nhìn nhìn, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng cái kia ngài thực xin lỗi ngài ngài không thể vào đi ngài có thể ở bên ngoài đợi mộ vũ trạch nhíu mày không thể vào đi sao nhưng nàng rất lo lắng cho bảo bối khí thế trên người nàng lơ đảng phát tán ra ngoài trái tim vị bác sĩ nhảy thình thịch thiếu chút nữa bị choáng thực xin lỗi hãy đường bất đắc dĩ thở dài nói mộ vũ trạch lão đại bình tĩnh một chút không có việc gì mộ vũ trạch mới kìm nén tâm lý sốt ruột, tay nắm thành quyền trầm giọng nói, nhanh lên, 10 phút, vân vân tôi lập tức làm ngay, người bác sĩ kia lập tức ba chân bốn cẳng chạy, một phút, hai phút, mộ vũ trạch nhíu mày, nôn nóng ở ngoài cửa đi tới đi lui, như thế nào còn chưa xong nữa. Nghĩ nghĩ, định đẩy cửa đi vào, hải đường bị dọa lập tức giữ chặt, lão đại bình tĩnh một chút, đại tẩu không có việc gì đâu, hy vọng là thế, nếu có việc tôi nhất định đem bệnh viện này sang thành bình địa, nàng lạnh lùng cắn răng nói. Lời này vừa vặn bị viện trưởng từ phía sau do nôn nóng liền tới vừa vặn nghe được, trái tim lột bột, mồ hôi lạnh ứa ra, 5 phút trôi qua, mộ vũ trạch nhìn chầm chầm cánh cửa đang đóng. Ánh mắt đã muốn đem cửa phá, như thế nào lâu như vậy, viện trưởng lau mồ hôi đi đến bên cạnh mộ vũ trạch, cười lấy lòng nói, mộ tổng, mộ vũ trạch nghiêng mắt nhìn thoáng qua, không nhìn rồi sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa đột nhiên cửa bị mở ra đi ra là một tiểu hộ sĩ mộ vũ trạch vừa thấy lập tức ba bước thành hai bước tiến lên cách cao bắt lấy hộ sĩ kia như thế nào người ở bên trong thế nào tiểu hộ sĩ bị mộ vũ trạch nắm chặt bất mãn đô đô miệng đau mộ vũ trạch vội vàng buông tay ra tình huống bên trong thế nào bảo bối ta có bị hay không hộ sĩ nhìn nhìn mộ vũ trạch Mặt hơi hơi có chút hồng, nghĩ nghĩ, người ở bên trong là nữ nhân xinh đẹp kia a, hộ sĩ hơi hơi lo lắng nói, tình huống không tốt lắm, mộ vũ trạch vừa nghe, cả người đột nhiên cảm giác giống như bị nổ tung. Đầu anh một tiếng, ngươi, ngươi, ngươi nói, ngươi nói cái gì, mộ vũ trạch hồng mắt, hàng hàng thanh âm quát, ngươi lặp lại lần nữa. Hộ sĩ bị mộ vũ trạch quát liền bị dọa, tôi, tôi, nói, tình huống, không tốt lắm trong mắt lệ quan chợt lóe hồng rất dọa người, nhất thời cả người tản ra sát khí, bảo bối ta nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định lấy bệnh viện này chôn cùng bảo bối, hãy đừng đem 30 tấn thuốc nổ chất đầy bệnh viện này cho tôi. Bảo bối ta nếu có cái gì ngoài ý muốn, nơi này sẽ bị sang thành bình địa, hãy đường câu mày, lo lắng nói, lão đại. Bình tĩnh một chút, đại tẩu không có việc gì, thuốc nổ, tôi nói đem đến không nghe thấy sao, mộ vũ trạch tức giận quá, hải đường trong lòng một lột bột, vân lão đại, nhìn bóng dáng hải đường rời đi, hoa chi băng lo lắng không thôi, lão đại. Điên rồi, tác giả có lời muốn nói, đại khái còn có hai ba chương. Đi. Chương 55, là ung thư dạ dày, hôm nay, tổng tài mộ thị tại bệnh viện lớn nhất nước làm ra sự kiện báo động đỏ, nguyên nhân chỉ bởi vì một nữ nhân, nhưng nữ nhân này lại không phải nữ nhân bình thường nàng là hàng hân nghiên hàng hân nghiên là ai tuyệt sủng vương phi của mộ vương phu nhân tổng tài mộ thị toàn bộ bệnh viện hiện tại bị 30 tấn thuốc nổ vây quanh không cẩn thận sẽ bị sang thành bình địa vui đùa cũng hơi lớn đi toàn thể bác sĩ đều buộc chặt thần kinh viện trưởng lên tiếng hôm nay bệnh viện ngừng làm việc toàn bộ bác sĩ đều đang vì vương phi mộ vương xem bệnh bên ngoài bệnh viện cũng không biết khi nào thì đột nhiên có rất nhiều nhà báo đài truyền hình đều đang đưa tin này ngay cả thuốc nổ bên ngoài đều thu vào máy quay phát trực tiếp. Hải đường, Hoa Chi Băng, Lê Hiên Trừ Bắc huyền hạo đi Mỹ, trên cơ bản huynh đệ xuất sinh nhập tử cùng mộ vũ trạch đều ở bên cạnh mộ vũ trạch, Lê Hiên. Phái mấy ngàn người bao vây bệnh viện này cho tôi không để một ai vào đây, nhà báo ở ngoài phải đứng cách bệnh viện 50 thước cho tôi, mộ vũ trạch trong mắt tràn ngập đại phong bạo, nàng sắp điên rồi. Nàng chỉ cần nghĩ đến tình huống bảo bối bên trong nàng liền không ngừng thắt chế mình bạo động hàng ba hàng mẹ ở nhà khó có được lúc nhàn rỗi vì thế muốn xem tin tức không nghĩ tới cảnh tượng trên tv liền bị dọa không nhẹ hai người cảm giác đầu mình bị đánh hàng mẹ đột nhiên lôi hàng ba cầm lấy chìa khóa xe hướng bệnh viện chạy đi lão đại bên ngoài nháo rất lớn lê hiên đau đầu nhìn mộ vũ trạch không phải là đại tẩu chỉ kiểm tra một bệnh nhỏ sao lão đại liền loạn thành như vậy hiện tại tốt lắm cả nước đối lão đại như hổ trình mồi thiếu chút nữa liên không phòng quân đội bộ đội đặc chủng đều xuất động mộ vũ trạch cao mày trầm giọng nói không cần để ý tới mấy lão già bây giờ còn chưa có cái can đảm kia dám trực tiếp cùng tôi cứng rắn nàng hiện tại lo lắng nhất là bảo bối a à. nhìn tiểu hộ sĩ ông tư liệu lại tiến vào mộ vũ trạch mày nhăn càng sâu nàng vì cái gì có loại dự cảm bất hảo đột nhiên phòng trong truyền đến một tiếng tiếng kêu Dọa trái tim mộ vũ trạch nhảy dựng thiếu chút nữa nhịn không được liền đạp cửa đi vào, bên trong làm sao vậy? Mau trả lời ta, mộ vũ trạch trống lớn. Nếu? Nếu không ra mình liền thật sự mặc kệ, mộ. Mộ tổng không có việc gì, không có việc gì, bác sĩ rốt cục đi ra, mộ vũ trạch thấy sắc mặt hắn sưng đỏ, trên mắt kính có chút vỡ vụn, thế nào? Bảo bối ta thế nào, nàng sốt ruột hỏi, bác sĩ hít mắt giật giật ánh mắt lập tức nhíu mày mộ mộ tổng phu nhân tình huống không tốt lắm mộ vũ trạch bị lời nói của bác sĩ dọa không nhẹ sắc mặt trắng bệch anh anh nói cái gì anh nói lại một lần nữa cho ta mồ hôi trên trán chảy không ngừng tim tôi tim tôi a à. thật là khủng khiếp thật sự thật là khủng khiếp hộ sĩ thấy bác sĩ bị dọa không dám nói tiếp nữa vì thế lấy tư liệu trong tay bác sĩ nhẹ giọng nói bác sĩ lý để tôi, mộ tổng, tình huống tiểu thư thật sự không tốt lắm, nàng bị ung thư dạ dày, ung thư dạ dày. Ung thư dạ dày, ung thư dạ dày, ung thư dạ dày, mộ vũ trạch chỉ cảm thấy đầu anh một tiếng. Không thể tin, lui vài bước, cậu nói, cậu nói ung thư dạ dày, ân, ừ, đúng vậy, hiện tại phải phẫu thuật, mộ vũ trạch hít sâu, áp chế đau đớn kịch liệt trong lòng, ta muốn gặp bảo bối, tiểu hộ sĩ cao mày nói, không được, bệnh nhân trước khi giải phẫu cần nghỉ ngơi hơn nữa, cần lập tức phẫu thuật, người nhà chỉ có thể ở bên ngoài chờ, một thuộc hạ chạy đến trước mặt Lê Hiên, nhẹ giọng nói, "Cha mẹ đại tẩu đến đây." Lê Hiên hít thở dài cho bọn họ vào đi, "Vâng." Hàng ba hàng mẹ vừa tiến đến liền cảm giác được một bầu không khí nặng nề. Cũng nghe thấy bác sĩ tự hồ nói phải phẫu thuật, hai lão nhất thời ngốc, hắn đang nói. "Cái gì? Nữ nhi bảo bối phải phẫu thuật, mời người nhà ở ngoài chờ đợi." Tiểu hộ sĩ bình thản nói, hàng mẹ chân mềm nhũng nếu hàng ba không ở bên cạnh giúp đỡ phỏng chừng sẽ ngã trên mặt đất thời gian trước không phải rất tốt sao hiện tại tại sao có thể như vậy mộ vũ trạch nhịn không được cứng rắn đi vào lê hiên cả kinh vội vàng giữ chặt buông ra lê hiên tôi muốn đi vào bảo bối hiện tại nhất định rất sợ hãi tôi muốn vào mộ vũ trạch la lớn nàng đau quá a à, nàng cỡ nào hy vọng người ở bên trong là mình lão đại đừng xúc động như vậy, người như vậy sẽ chậm trễ bác sĩ phẫu thuật, hải đường, hoa chi băng cũng vội vàng tiến lên khuyên, buông ra, tôi muốn vào. Nếu bảo bối xảy ra chuyện gì, tôi nhất định phải cho nổ tung cái bệnh viện này, lão đại bình tĩnh một chút, bột hoa chi băng hạ thủ chém vào gáy mộ vũ trạch. Mộ vũ trạch liền cảm giác hai mắt tối đen, liền ngất đi. Ai? Mấy người đều là thở dài. Chương 56, kết thúc. Hàng hân nghiên bên trong, mình chỉ là nôn khang mà thôi liền bị kéo vào trong phòng kiểm tra, ước chừng có hơn 10 phút, cuối cùng rốt cuộc là mệt chịu không nổi, liền trực tiếp ngủ ở trên bàn kiểm tra, nàng giờ phút này hoàn toàn không biết bên ngoài bởi vì nàng mà nháo đến gà bay chó sủa, sau một hồi, hàng hân nghiên mới tỉnh, mở mắt liền thấy thật nhiều bác sĩ kéo nàng tới phòng phẫu thuật. Nhất thời cả kinh nàng giải dụ muốn đứng lên, mấy người làm gì đó, một đám bác sĩ cuốn quyết đem nàng ấn xuống ôm nhu nói phu nhân đừng sợ lập tức sẽ tốt thôi không có việc gì đã có chuyện gì xảy ra ư hàng hân nghiêng vẻ mặt nghi hoặc trong lòng khẩn trương sao lại thế này trạch đâu mình muốn gặp trạch mình không cần phẫu thuật mình sao lại phải phẫu thuật mình căn bản là không có việc gì tại sao lại như vậy trạch trạch ô ô ô trạch ở nơi nào tôi không cần phải phẫu thuật tôi không cần Hàng Hân Nhiên sợ hãi đến nóng nảy, thoáng chốc nước mắt liền chảy ra, tôi không cần, tôi không cần vào phòng phẫu thuật, mấy người buông ra tôi muốn đi tìm trạch. Tôi muốn tìm trạch, Hàng Hân Nhiên giải dụa, đám bác sĩ nhất thời nóng nảy, vậy phải làm sao bây giờ? Vị đại nhân này vật không phối hợp A nhưng là... Bệnh này cũng không phải là nói đùa nha, liên quan đến tồn vong toàn bộ bệnh viện và người trong bệnh viện A, bảo bối, bỗng nhiên, Mộ Vũ Trạch từ xa xa chạy tới, theo sau là Lê Hiên, Hải Đường, Hoa Chi Băng. Còn có nhiều người có liên quan, hàng hân nghiêng nhìn mộ Vũ Trạch, một phen nhào vào trong lòng của nàng, khóc nói, Trạch. Vì cái gì phải phẫu thuật? Em không bệnh em không cần. Em không cần, Trạch chúng ta về nhà được không, chúng ta trở về đi, bảo bối. Mộ Vũ Trạch cắn môi, nhìn hàng hân nghiêng, trong mắt tất cả đều là đau đớn cùng khổ sở, Trạch chúng ta về nhà. Em căn bản là không có bệnh, em thật sự chỉ là không thoải mái mà thôi. Vì cái gì nhất định phải phẫu thuật uống thuốc cũng có thể khỏi. Hàng hân nghiêng thật là sợ hãi. Cắt cao cầm lấy quần áo mộ vũ trạch sốt ruột nói, bảo bối. Tôi. Chúng ta. Mộ vũ trạch hạ mắt, trong lòng đau thở không được. Nàng thật sự không hiểu. Vì cái gì lại là ung thư dạ dày. Vì sao người bị là bảo bối? Vì sao? Vì sao? A a a a a a Mộ vũ trạch đột nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người đều bị dọa, chân như nhũng ra. Làm sao đây? Làm sao đây? Bốt tức giận. Sụp đổ sụp đổ, trạch. Hàng hân nghi nhìn mộ vũ trạch, trạch, phải tin em, em thật sự không bệnh. Em thật sự không cần phẫu thuật, bảo bối. Mộ Vũ Trạch lấy lại bình tĩnh, muốn nói cái gì, đột nhiên một bác sĩ xa xa vội vàng chạy tới, nhầm rồi. Nhầm rồi, bác sĩ kia vừa chạy vừa kêu đột nhiên dưới chân lão đảo một cái, cả người té ngã trên đất lăn lăn vài vòng thật chật vật đứng lên, cái gì nhầm? Viện trưởng đột nhiên chạy tới vội vàng hô, nhầm rồi, nhầm rồi. Hàng phu nhân không bệnh. Không bệnh. Người kia thở hổn hển sốt ruột nói, hoàn hảo tốt quá, tốt quá, khoan, không bệnh. Viện trưởng mày đột nhiên thoáng trường, trái tim co lại, thôi rồi. Lúc này thật sự là chết cả đám, anh mới nói cái gì? Mộ Vũ trạch mặt âm trầm đáng sợ, lãnh khí tăng theo cấp số nhân, tôi, tôi, Tiểu Khả nhầm, nhầm, không phải hàng phu nhân, là, là ngày hôm qua có một bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân kia cũng họ hàng tên là hàng Tâm Nhan, nhầm, nhầm, rồi, rồi tiểu hộ sĩ tên tiểu khả trợn mắt. Khó có thể tin mình nhầm, mà bây giờ bác sĩ cũng nhớ lại, ở trong phòng ít quan, nhầm là bởi vì tiểu khả va vào mình, làm hại mình té dưới chân bàn, kính mắt cũng bị vỡ. Tư liệu bay tứ tán, chính lúc đó lấy nhầm kết quả, hơn nữa bởi vì thị lực của mình. Cũng không thấy rõ, hơn nữa, tiểu khả mới tới, nên không biết hàng hân nghiêng không phải hàng tâm nhan kia. Vì thế chuyện loạn cào cào, Gà bay chó sủa đã xảy ra ngay sau đó, mặt Mộ Vũ trạch lạnh lẽo, chậm rãi đi đến trước mặt đám bác sĩ, khí thế cường đại ào ạt tràn ra, hai chân cả đám bác sĩ đều bắt đầu run run, lũ khốn. Các ngươi dám đùa giỡn ta, hại Bảo bối ta khóc, còn dám nói Bảo bối ta bị ung thư dạ dày, dám làm Bảo bối ta sợ, còn dọa ta, lũ khốn. Phát hỏa. Mộ Vũ trạch phát hỏa, ba, một cước trực tiếp đạp bay một người, cư nhiên dám hồ ngôn loạn ngữ lão đại, để chúng ta tới thu thập hắn, cư nhiên dám dọa đại tẩu bảo bối chúng ta khóc, thật muốn chết mà, hoa chi băng xung phong nhận việc đi qua nhất tiểu hộ sĩ kia lên, đi thôi tiểu hộ sĩ, nói đùa, vừa mới bắt đầu cô đánh ngất lão đại, hiện tại đương nhiên xung phong đi trước làm gương nhận việc. Mộ vũ trạch vui quá mà khóc gắt cao ôm hàng hân nghiêng, cảm giác cứ tưởng mất đi bỗng nhiên lại có khắc sâu trong tâm mộ vũ trạch, quá tốt, quá tốt em nói em không sao mà trạch không tin hàn hân nghiên ủy khuất đô miệng cực độ bất mãn mới vừa rồi thật sự dọa nàng thực xin lỗi thực xin lỗi bảo bối trạch chúng ta về nhà về nhà hảo về nhà chúng ta mời bác sĩ tư em ban đầu nôn mửa nên khám cho tôi yên tâm ân chỉ cần trạch ở bên em em sẽ không sợ bảo bối sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ rời xa em sẽ không bao giờ để em lo lắng sợ hãi nữa. Sẽ không bao giờ, tôi thề, về nhà, mộ vũ trạch mời bác sĩ tư nhân tới nhà kiểm tra sức khỏe hàng hân nghiên. Nguyên nhân là bởi vì thiếu máu hơn nữa không khí trong yến hội bị ô nhiễm, không chịu nổi. Và lúc mộ vũ trạch không ở bên, không có hảo hảo ăn cơm, làm cho dạ dày đau đớn, cho nên, bác sĩ dặn dò. Một tháng tới hàng hân nghiên không được đụng bất cứ chất kích thích gì. Tận lực không uống đồ uống lạnh cà phê linh tinh, lấy cam đoan dạ dày sẽ không đau nữa cũng tận lực hít thở không khí trong lành vì thế mộ vũ trạch trong một tháng hoàng mỹ đảm đương chức bảo mẫu một ngày nọ sau giờ trưa mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiên phơi nắng hiện tại đã sắp vào mùa đông hơi hơi có chút lạnh mộ vũ trạch mặc trên người hàng hân nghiên hai lớp quần áo cùng hàng hân nghiên nằm ở nhuyễn ghế cùng nhau phơi nắng ánh nắng chiếu trên người hai người hài hòa tốt đẹp duy mỹ, cũng không đủ để hình dung khung cảnh này. Tất cả mọi người tin tưởng, lão đại hòa đại tẩu sẽ vẫn cùng một chỗ, bởi vì, không ai có thể xứng như vậy. Tác giả có lời muốn nói, hơi chút sửa lại hạ nội dung, tổng thấy ngày hôm qua viết có chút hảo. Chương 57, Hạnh phúc tiếp diễn, sáng sớm, khó có được lúc Lê Hiên bọn họ không có việc gì làm, bởi vì chuyện nên làm đều đã làm, cho nên Lê Hiên, Hoa Chi Băng, Hải Đường, hơn nửa buổi sáng hôm nay Bắc Huyền Hạo mới từ Mỹ trở về, các vị đại nhân thực nhàn rỗi, vì thế mấy người ở trong văn phòng Bắc Huyền Hạo nói chuyện phiếm, "Hạo a, chuyện lão đại giao cho cậu đã xử lý chưa?" Hải Đường nói đùa nói. Hoa Chi Băng có chút bất mãn, vì cái gì tiểu Đường Đường hỏi thăm tiểu tử kia mà không hỏi mình? Chẳng lẽ mình không có soái bằng hắn sao? Nhưng sẽ không a, Hoa Chi Băng có chút buồn bực, đó là đương nhiên chuyện lão đại có thể không giải quyết sao bất quá nghe nói ngày hôm qua tôi không ở đây đã xảy ra chuyện nguy cấp lão đại điên rồi phốc lê hiên đang uống nước đột nhiên phun ra tiểu tử nói gì vậy coi chừng bị lão đại nghe được cậu liền bị chỉnh cho chết chuyện hôm qua là đại kỵ không biết sao lê hiên nhỏ giọng cảnh cáo nói ai nha có cái gì lão đại sẽ không keo kịp như vậy đi đúng rồi đúng rồi còn có chuyện gì vui không Bắc Huyền Hạo hưng phấn hỏi. Trên mặt đám người Lê Hiên đều là hắc tuyến. Thật đúng là không sợ chết a. À, phỏng chừng một hồi tiểu tử kia gây chuyện cho xem, vì thế mấy người yên lặng không nói. Một mực quyết định bỏ qua Bắc Huyền Hạo. Không đợi lát nữa mình dính hỏa sát thân thì nguy. Vì thế Bắc Huyền Hạo bị cô lập. Tiểu Đường Đường a chúng ta đi nơi nào ăn cơm a? Hoa Chi băng đầy mặt sáng lạng lấy lòng nhìn Hải Đường. Là tôi và Lê Hiên đi không có cô. Hải đường lạnh lùng nói, vì cái gì, không vì cái gì, vì cái gì. Không vì cái gì, không vì cái gì, không vì cái gì, vì cái gì. Vì cái gì. Vì cái gì, hải đường khóe miệng run rẩy, đập một cái trên đầu hoa chi băng, tránh xa tôi một chút, Lê Hiên không nói gì nhìn hai người đùa giỡn. Bắc huyền hạo đầy mặt u oán nhìn ba người vì cái gì hắn cảm giác bị cô lập, được rồi, hắn đi lấy cái gì đó uống để an ủi tâm hồn yếu ớt của mình. Bắc Huyền Hạo vừa ra văn phòng, lập tức cảm giác một trận gió lạnh đánh úp, khiến Bắc Huyền Hạo rùng mình một cái, tê. Hảo lạnh. Thời tiết thật sự trở lạnh, chạy nhanh. Vì thế Bắc Huyền Hạo chạy tới phòng nước chuẩn bị pha cà phê uống. Thời điểm mấy người Lê Hiên đang trong văn phòng nói chuyện vui vẻ, cửa đột nhiên vỡ nát, chú ý. Là cửa vỡ nát. Thật là vỡ nát, mọi người chỉ cảm thấy một tiếng nổ bắt huyền hạo như vậy vọt vào hạo cậu làm gì đấy lê hiên cau mày hỏi cho dù nơi này là văn phòng bắt huyền hạo nhưng cũng không thể phá hư đồ của công như vậy dù sao cũng là sản nghiệp của lão đại chuyện gì đã xảy ra chuyện gì cái tình huống gì đây lê hiên công ty làm sao vậy bắt huyền hạo hoảng sợ hỏi ánh mắt như ánh mắt lão đại rồi tình huống cái gì Cậu đang nói cái gì vậy? Công ty làm sao là làm sao? Hải đường nghi hoặc hỏi, công ty là sắp đóng cửa sao? Vì cái gì trong phòng nước trà không tìm thấy cà phê? Tất cả đều là sữa. Công ty đã không có tiền mua pha cà phê sao? Không thể nào mặt bắt huyền hạo đầy hoảng sợ. Sữa không là sữa. Cái khái niệm gì đây? Cũng không phải con nít. Bây giờ còn muốn ngậm nải di di, Lê Hiên rất là bình tĩnh nói, quên nói, hiện tại toàn bộ mộ thị không tìm thấy cà phê đâu, kích thích gì đó toàn bộ đều bị cấm, lão đại còn hạ lệnh, trong trong một tháng tới, mộ thị không cho phép uống cà phê, tại sao? Bắc huyền hạo rối rắm, trong lòng rầu rĩ bất bình, lão đại là đang làm gì? Bắc buồn bực ngồi tự kỷ trong góc, hải đường nhướng mi, nhìn ngẫm nói, lão đại còn hạ lệnh trong một tháng không cho bất luận kẻ nào hút thuốc. Bắc huyền hạo giờ phút này muốn học máu, hắn thật sự hảo buồn bực, hảo buồn bực xoay người đi ra khỏi văn phòng, nha, đi đâu đấy? Lê Hiên hỏi. Ra ngoài tìm chuyện làm bằng không sẽ bị buồn bực đến chết, ba người buồn cười nhìn Bắc huyền hạo, hắc hiện tại biết rối rắm buồn bực rồi. Báo ứng, Bắc huyền hạo mới đi không tới vài phút, ba người trong văn phòng lại đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, Bắc huyền hạo lại vọt vào mặt tức giận, cậu lại làm sao vậy? ai có chọc giận cậu à? Lê Hiên bất đắc dĩ nói. Bác huyền hạo nổi giận đùng đùng nói, lão đại bệnh thần kinh A à sáng sớm trời lạnh cư nhiên hạ lệnh không cho đóng cửa sổ. Hắc xì, hắc xì. Bác huyền hạo bị lạnh bắt đầu hắc xì, Nga lại quên nhắc nhở cậu. Lão đại nói trong một tháng tới không cho đóng bất cứ cái cửa sổ nào cho không khí lưu thông. Hoa chi băng cười rất không sáng lạng, bác huyền hạo sắc mặt nhất thanh. Các người. Cố ý, không có A, à, ba người đồng thanh, tốt lắm cậu cũng đừng rối rắm. Nói cậu đừng không biết phúc khí có thể khiến lão đại điên thành như vậy, cậu nói trừ bỏ đại tẩu còn có thể có là ai. Cậu ráng chịu đựng đi dù sao chỉ có một tháng, hải đường vỗ vỗ bả vai bắt huyền hạo cười nói, một tháng một tháng như vậy sẽ chết người. bắc huyền hạo giờ phút này đã muốn vô lực thổ tào, lão đại. Quả nhiên ngoan, một bên mộ vũ trạch ôm lấy hàng hân nghi ngồi ở ghế tổng tài, trong phòng nhiệt độ ấm ấm phòng trong ấm áp một mảnh trạch như vậy có thể hay không không tốt lắm a à? hàng hân nghiêng lo lắng nói không có việc gì bọn họ không có ý kiến gì mộ vũ trạch cười cười là không dám có ý kiến gì đi hàng hân nhiên nghĩ trong lòng đến bảo bối có đói bụng không tôi với em đi nhà hàng ăn kêu người làm thực đơn theo yêu cầu không được em không đói bụng Hàng Hân nghi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói trạch. Chúng ta đi Hà Lan đi. Mộ Vũ trạch sửng sốt, đi Hà Lan, Hàng Hân nghi đỏ mặt, gật gật đầu. Làm gì? Không muốn a? À. Không đâu, chỉ cần là bảo bối muốn đi, nơi nào tôi cũng đồng ý, thuận tiện. Lão bà a, à, em nói xem, chúng ta có phải hay không nên đăng ký kết hôn? Mộ Vũ trạch cười, xoa xoa hai má Hàng Hân nghi, chán ghét. Hàng hưng nghiêng đỏ mặt, ngạo kiều em mới không cần gả cho trạch. A, à, không gả cho tôi vậy em chuẩn bị gả cho ai? Em dám? Trừ tôi ra ai dám lấy em tôi cho hắn ăn thuốc nổ? Mộ Vũ trạch trừng mắt xin ký nói. Thật nhỏ mọn chỉ đùa một chút cũng không được. Hh em là của tôi, ai cũng không có thể cùng tôi chia sẻ. Chán ghét. Em không để ý trạch nữa, tôi đây bất hảo em hảo. Phúc. Trạch vô lại vô lại liền vô lại nhưng chỉ với em, a a a, lão bà, thân ân, tôi gọi Lê Hiên, cầm lấy điện thoại gọi Lê Hiên. Lê Hiên, giúp tôi chuẩn bị máy bay tư nhân ngày mai tôi muốn đi Hà Lan, vâng, lão đại, treo điện thoại, hãy đừng lập tức truy vấn Lê Hiên, Lê Hiên đem yêu cầu mộ vũ trạch nói ra, đại khái không khí tạm dừng vài giây sau đó là một loạt tiếng hoang hô, gia ngày mai có thể tạm thời giải phóng, ha ha ha. Lê Hiên buồn cười nhìn mấy người trong lòng một trận ấm áp thoải mái. Như vậy, thật tốt, thật tốt, hạnh phúc tại tiếp tục, ấm áp vẫn lan tràn, vẫn tiếp diễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, chuyện tình mộ vũ trạch và hàng hân nghiêng, ngọt ngào vẫn sẽ liên tục, toàn văn hoàng. Bye. Các phụ nữ nha, Daily Radio xin phép đây, hẹn gặp lại nhé. Cause you try to stay strong and fake a smile until love.